là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. Hai, ba, bắt đầu. Và trước tiên mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi bên đó ạ. Bạn mình chết bên đó chưa có ra, từ từ. Mình tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Đặng Thị Lâm Thúy, em 29 tuổi ạ. Cầm gì vậy? Bí quyết võ lâm của em á. Trời ơi, bí quyết võ lâm, rồi. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Em tên là Đặng Văn Kiểm. Kiểm. Kiểm tra nữa ha. Bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. Trẻ dữ vậy ta. Bao nhiêu tuổi? 26. 36. 36. 36. 26. Làm nghề gì? Em làm về thiết kế xây dựng. Kiến trúc sư hả? Hay là thiết kế về kỹ thuật? Thiết kế về kỹ thuật. Làm lâu chưa? Lâu rồi. Hiện tại là bạn ở không bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao 2 năm này không có ai? Em rất là ít đi chơi, thường em chỉ có công việc thôi, làm xong là em về nhà, em ở nhà thôi à. Do em cũng thích người lớn tuổi hơn nữa, mà tuổi em bây giờ thì những người mà lớn tuổi hơn á, họ đều là đã có gia đình hết rồi. Gì im lặng vậy? Đang nhúc đùi. Sao? Muốn người yêu sao? Cũng lớn tuổi một chút. Muốn lớn tuổi là khoảng nhiêu? Chắc hàng chín được. Lớn tuổi thì cái suy nghĩ sẽ chững chạc hơn. Chững chạc. Thế em sở trường của bạn là gì? Em biết nấu ăn. Em là người sống có trách nhiệm cả trong công việc và cả đối với gia đình. Em hát được karaoke. Một mình em có thể hát được tiếng rưỡi. Bây giờ bạn hát 5 phút. Dạ rồi, giờ em được sử dụng cái này. Tại bình thường em chỉ hát karaoke thôi nên rồi, em không thuộc lời. 2, 3. Hãy sống như đời sống, để biển yêu nguồn cội. Hãy sống như biến trào, để thấy bờ bên rộng, để thấy đời mênh mông. Con người đó cũng đem theo giấy nữa. Anh có đem theo giấy không? Không có giấy. Có hát bài nào tặng bản không? Có, để tặng bạn bài Chỉ Yêu Mình Em. Rồi, 2, 3, bắt đầu. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Để em tự tạo lên lên. Làm nhiều vuốt đuôi hoài vậy. Tới 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù ngàn năm sau khi trái đất kia chưa có đổi thay. Mệt quá khỏi hát rồi. Lòng anh vẫn sẽ trong. Sao hát mà làm gì mà gồng mà. Rung quá sao anh? Rung. Rung không? Đó giờ bao giờ rung vậy chưa? Chưa, giống như lần đầu đi học vậy nè. Thích người phụ nữ thì sao? Dáng thì cỡ giống như Lê Khánh vậy đó. Tròn tròn, tròn, mập mập. Hiền, khi cần giữ thì giữ. Chăm chỉ, tiết kiệm. Với lại coi có thể quán xuyến gia đình được. Thích người phụ nữ phải biết nấu ăn. Bên đây nấu ăn giỏi lắm. Thế giờ mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mà kết hôn chưa? Khoảng một năm cưới. Rồi nếu mà sống thì về sống với mẹ. Sống với mẹ ở đâu? Mẹ Hóc Môn. Anh con trai một hả? Hai. Còn người anh nữa. Anh lớn đâu sống với mẹ mà em phải sống với mẹ. Anh lớn sống bên nhà vợ. Anh lớn sống ở nhà vợ được bao lâu rồi? Chắc cũng khoảng 10 năm. Thì bây giờ đổi đi. Giờ anh phải về anh sống với mẹ, lo cho mẹ ảnh hưởng hạnh phúc 10 năm nay rồi. Còn mình giờ mới lấy vợ, mình phải ở riêng, mình hưởng hạnh phúc hai vợ chồng trước đã chứ. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý vậy. Đúng không? Ảnh thì giờ hai anh em phải báo hiếu. Rồi 5, 7 năm sau, 10 năm nữa rồi, lúc đó hai anh em mình bàn tính tiếp. Mấy lúc đó quảnh tù xì, có ai ở với mẹ. Còn hiện tại bây giờ là mình phải ở riêng. Ừ rồi, thôi về bển đi. Mà tám này nó hoài à. Mình ở với mẹ, bây giờ lấy vợ về để vợ ở nhà lo cho mẹ, lo cho mình.
Chứ giờ đi rồi á, ông anh không về nữa ai lo cho mẹ, đúng không? Tại ông anh có nhiều con, vợ nữa. Phải lo. Thì đó lo con vợ mình phải lo cho mẹ. Chứ giờ bỏ mẹ đi ai lo, đúng không? Đúng rồi. Ủa cái gì vậy? Hồi nãy cũng đúng, đây cũng đúng, bây giờ không biết sao. Mới trả lời với tôi tức thì sao nha. Thúy có chịu làm dâu không? Chuyện làm dâu đó thì em cũng không có ngại. Quan trọng là chồng em có tốt với em hay không. Dạ, mẫu bạn trai của em á, thì ngoại hình thì chỉ cần nhìn có thiện cảm. Tại vì em hơi thấp cho nên em cũng bạn trai hơi to to một chút. Tính cách thì em thích người điềm đạm, chín chắn, không lăng nhăng, không hút thuốc, bụng không phệ. Hôm nay bạn đi đến đây với ai? À dạ có em trai em. Em à, chào em. Dạ anh chào anh chị. Thấy anh 36 tuổi bển sao? Dạ hiền phong độ. Phong độ ha. Dạ. Mà ở gia đình ba mẹ em có hối chị lấy chồng? Dạ rất là hối. Em lấy vợ chưa? Dạ chưa chị. Là đợi chị lấy chồng rồi mới được lấy vợ đúng không? Dạ đúng rồi. À, nên thôi kệ ai cũng được, miễn hốt chị mình đi là được đúng không? Dạ đúng rồi, hốt đi là được. Bởi vì con người anh không có cái tâm với chị gì hết. Sao anh có đi với ai không? Đi với bạn học. Bạn học ở đâu, bạn học đâu? Dạ anh ơi. Nghe bên đây hối lấy chồng vậy là bạn mình cũng nên lấy vợ đi. Bạn đây tính rất là nhút nhát. Ví dụ như là gặp bạn gái hay nọ là nhiều khi run rồi nói chuyện cũng không được như người ta. Nhưng mà nói với bạn Kiểm là bạn bên đây mình thấy là hợp với bạn rất nhiều. Nếu mà về nhà, nếu mà ba mẹ ở nhà đó, mẹ thôi chứ không phải ba, ba mất rồi. Thì mẹ ở nhà thì chắc mình nghĩ là mẹ rất là thích. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Để tụi coi coi được không nha. Tính cách bên đây còn sao? Em chào anh. Chào em. Anh bên đây em dễ bắt nạt lắm. Vậy hả anh? Em dữ lắm anh, nên anh hỏi lại anh bên đó có chịu để cho em bắt nạt không? Đó đi, hồi hỏi ảnh nha. Dạ. Có gì nhường nhường anh chút xíu, anh dễ thương, hiền lắm. Vậy hả anh? Họ mắc cỡ nãy giờ, ngồi cứ vuốt đùi hoài, rách cái quần rồi. Anh kia nghe chưa, hơi dữ nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Gặp ôm hôn liền nha. Không được. Sao không được? Hồi đó giờ có bao giờ gặp ai nhào vô ôm hôn không? Chưa. Chưa, bao lâu mới hôn? Vài tháng. Vài tháng mới hôn? Tôi nghi lắm. Gặp cái chuyện với chị Trường á. Được không? Cái đó áp dụng với mấy đứa em nhỏ thôi. Mấy đứa em nhỏ cãi nó yêu mình đựng như nó dễ thương mà. Không được. Rồi ta kéo màn lên. Hả? Gồng lên. Mạnh mẽ lên. Hết hơi sâu vô. Thở ra. Gồng lên. Đúng rồi. Quay qua cái nói anh yêu em liền nha. Hả? Sao không được? Rồi chuẩn bị gồng lên. 2 3. Làm gì thở như vậy? Có món quà tặng bạn. Nắm tay cảm nhận đi coi. Hôn tay nắm luôn. Trời ơi. Cái nữa đây. Anh cứ làm cho bạn, anh rung cái nữa à. Luôn, cái nữa luôn, cái nữa. Làm luôn, lâu luôn. Cũng má cái con luôn, nhậu luôn. Được rồi, anh. Được rồi, anh ơi. Để sau đi anh. Làm gì rung quá vậy trời. Rồi, bây giờ mình có 2 phút. À, anh thấy em sao? Đẹp, nhanh hiền. Anh cũng nghe rồi đó, em 29 tuổi, em tuổi con cọp á, anh có ngại không? À không, không sao. Nếu mà sau này cưới xong về nhà anh thì em có đồng ý không? Ừ, như hồi nãy ở em có nói rồi đó, quan trọng là tình cảm của anh đối với em như thế nào thôi. Nếu như mà tình yêu đó nó đủ lớn thì cái chuyện làm dâu đó thì em không có ngại. Ví dụ như con cái mình sau này á, nếu mà nó được lớn lên trong cái gia đình có cái thế hệ có ông bà nữa, nó sẽ tốt hơn. Anh hy vọng là sau này mình sẽ không để lạc mất nhau. Cùng nhau nắm tay đi suốt cuộc đời. Dạ, em làm bằng tay á chị. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái này em rất thích cái này. Khó lắm nha, đàn ông mà ngồi tỉ mỉ làm này không phải chuyện dẫn sao chơi. Sao tặng con khác mà tặng con cò? À, là anh chuẩn bị cái này là để tặng em đúng không? Ừ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em thôi, nếu mà em nào ngồi đây cũng tặng. Có hình trái tim ra con cò đó. Rồi, mỗi người nói một câu nữa chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Mình hãy cùng nhau cho nhau một cơ hội. Đúng. Vậy xong rồi đó anh Linh. Cho tụi em bấm nút được rồi.
Chuẩn bị bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi chúng ta tiến tới. Mình đồng ý hẹn hò, mình nắm tay nhau được rồi. Đường má được đó. Giờ đường má được đó. À, chúc mừng hai bạn nha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn. Thông qua đây em cũng rất là cảm ơn chương trình đã cho tụi em có cái cơ hội như thế này. Đây là quà tặng của chương trình nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình và tìm được hạnh phúc với nhau. Dạ, cảm ơn anh chị. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Trước khi giới thiệu thì em có vài câu thơ gửi cho chương trình. Rồi, mời bạn. Hẹn hò bạn muốn hay không? Muốn rồi hãy đến, kẻo không lỡ thì. Chương trình hấp dẫn ly kỳ, MC xinh đẹp, người thì bảnh bao. Phần thi đến điểm cao trào, ở phần nhấn nút chọn vào tình yêu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Văn Bình, 25 tuổi, quê quán và làm việc ở Long An, hiện là giáo viên trung học phổ thông. Quê là ở Châu Thành nhưng mà dạ là ở Cần Duộc. Cần Duộc. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trúc, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đức Hòa, Long An, hiện là giáo viên mầm non. À, cùng quê rồi ha. Vậy là đồng nghiệp rồi đấy. Hỏi chút xíu thì tại sao mình đến đây? Ủa em ơi. Dạ. Em đầu tiên dưới đây vậy? Nhìn xuyên bức màn kìa. Ủa em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Hai. Mối tình gần đây nhất là bao nhiêu lâu rồi? Dạ 4 năm. Ủa sao chia tay vậy? Dạ do là tính cách không hợp nhau, lại không cùng suy nghĩ, thành ra là không quen nữa à. Nếu vậy mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Phải là lịch sự. À, biết quan tâm, biết chia sẻ và không được lôi thôi. Em thì hay bị áp lực lắm. Mà nếu áp lực thì em sẽ chia sẻ, em sẽ nói hoài luôn. Mà nếu như mà anh đang ngồi anh nghe đã đời, các anh phán cho em một câu: ừ, kệ đi, ráng đi em. Lúc đó em bị máu dồn tới não phụt ra luôn. Trời ơi, ghê vậy. Trời ơi, cái gì mà máu phụt ra luôn. Gì mà dữ vậy? Thành ra là em phải còn một người mà biết quan tâm cho em. Ảnh ở đây không ngồi đứng hình luôn rồi đó. Sao rồi bạn trai? Không, cái đó chia sẻ thì chắc được, tại vì cũng chung ngành thì cũng thấu hiểu những cái áp lực trong công việc. Anh ơi. Sao em? Anh trải qua mối tình rồi. Một đơn phương hồi lúc trung học phổ thông và một lúc mới vừa ra trường. Hỏi sao chia tay luôn đi. Sao chia tay vậy anh? Cha mẹ của bên bạn nữ không chịu, lý do là thấy ngoại hình thấy nhỏ ốm yếu quá. Hỏi tôi có yếu không? Anh có yếu không anh? Thì yếu thì chắc không yếu, đủ sức để gánh vác chuyện trong gia đình được. Anh cao mét mấy? Cao 1m71. Em cao có 1m4 à. Làm sao mà em nặng lắm, thành ra anh cộng em nổi không? Chắc nổi á. Chút thử nha. Rồi nổi thử luôn. Anh nặng bao nhiêu ký thằng anh? À, hồi lúc mà chưa đi casting đó là nặng 55 ký, mà đợi tới giờ còn có 51,5 ký à. Trời đất ơi. Ủa vậy là như vậy thôi đó hả? Thấy cô gái kia thế nào nãy giờ đó? Nói chung là rất là bản lĩnh, cá tính. Thích không? Thích không? Thích. Thích vậy. Bây giờ em hình dung cô gái bên này như thế nào? Xinh xinh, cái tóc dài. Thì làm giáo viên chắc cũng trọng tính chút. Em nhồi lắm. Em rồi. Nhồi lắm. Sao anh chịu nổi không? Được, nhồi vô nhà vô cửa chứ gì đâu. À, bạn gái bên kia bạn có ưu điểm, khuyết điểm gì bạn? Em rất là vui, rất là lạc quan, hồn nhiên, em nói nhiều lắm. Lại một cái nữa là em biết chăm sóc gia đình, biết quán xuyến mọi việc, rất là thương người. Em rất là thích trẻ con. Khuyết điểm? Em quê lắm, em không có thích chân diện cho bản thân, mà em thích là cái hậu phương để cho người khác tỏa sáng lên. Chết rồi, anh sáng quá là cô khác hốt ảnh rồi sao? Em là cái tính người là cái dạng như là thích làm cho người khác hạnh phúc hơn là người khác làm cho mình hạnh phúc. Em thích chinh phục người khác lắm. Cá tính, bản lĩnh. Rồi bạn trai, khuyết điểm, ưu điểm gì? Trời ơi ưu điểm của em đó là hòa đồng, dễ gần,
có thể làm thơ và nấu ăn được. Thử làm thơ, làm thơ. Nói chung cũng có một bài thơ tình yêu để dành chút mở màn ta đem tặng. Rồi, để giấu chút đi ha. Còn nấu ăn thì có thể em nấu được một số món ăn vặt như là gà rán, hộp vịt lộn trăng me, gỏi cuốn. Em thích ăn vặt lắm anh. Đứng lên coi. Trời ơi sao vậy? Cái này mà tôi dùng sức tâm cái kiểu có rập quá. Nổi không? Nổi. Cái gì nổi? Ẩm nổi. Tích đất 5 cái thử coi. Coi có xe cấp cứu ngoài kia không? Không, này cũng chuẩn à. Chứ không có lượng sống. Được. Khởi động rồi ha. Dạ. Nào, thầy có kế hoạch kết hôn gì chưa? Dạ có chị. Rồi lấy về mình có làm dâu không? Có thể đi ra riêng được chứ không cần phải làm dâu. Ở dưới quê có đất gì chưa? Chung đất mẹ nhiều cho nên mẹ có hứa cho rồi. À, hứa rồi phải không? Dạ. Thôi vậy cũng được, mà mình có tính xấu gì không? Này không biết là xấu hay tốt, em biết nữa. Như là ví dụ như vừa đang đói bụng với đang buồn ngủ thì em sẽ ngủ. Ngủ dậy xong cái hết đói bụng cái không ăn. Hèn chi ốm là phải rồi. Phải chịu khó ăn vô nhiều xíu cho nó khỏe. Rồi có không thích cái điểm gì bạn gái không? Không thích bạn gái lè lè nhuộm tóc là em không. Cô này hồi nãy cô nói là cô không có thích chăm sóc cho cổ mà cô thích tút cho người khác đẹp. Vậy là chị nói cổ đầu tư tút cho em lên nha. Dạ. Mập mập một chút nha. Về tút ảnh lên nha. Qua con làm gái sao? Em hãy nuôi trẻ khéo lắm. Trẻ nuôi đó. Trẻ là trẻ lên cân chị. Chào con. Trời, cái tính của con này chú thấy hay đó. Con không thích là em cái này em cái kia tụi em làm được. Nhưng nếu vậy đàn ông nhiều khi tao không thích. Tao nói đàn bà nam tính quá. Chính vì vậy con mới lên đây nè chú. Đúng rồi. Trời, lanh lẹ hay sao? Con có ghen không? Lúc đầu thì buồn. Nhưng mà nếu như mà anh đã đi với người khác á, con không nói gì hết. Lý do là con nói là cái gì của mình là của mình, không phải là của mình thì cứ cho. Chú thấy được rồi đó. Bạn trai thấy chưa? Được rồi đó nha. Cặp này hơi ổn rồi đó. Ổn ha. Bây giờ hôm nay là em có đi với người thân không? Dạ em đi với chị con của dì và bạn của chị. Chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh. Rồi chào bạn. Bình, trong ngành giáo viên sẽ hiểu được những áp lực, cùng với nhau sẽ thông cảm được. Cái thứ hai nữa là cách bạn trai này nói chuyện rất là nghiêm túc, cũng có chút hài hước đó. Hài là chị thích. Chiều cao ổn, bấm nút chọn, có duyên với nhau. Trút về nhớ nuôi khéo khéo giống như nuôi học trò ha cưng ha. Dạ. Chị nói với Bình xíu nữa là Trúc á, bề ngoài nhìn mạnh mẽ nhưng mà bên trong thì rất là yếu đuối. Chị muốn nói với Trúc là như thế này: 100 năm trước ta chưa được gặp, 100 năm sau biết có gặp nhau không, cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hiện tại ta hãy hết lòng với nhau. Chị là chị bấm nút anh chàng này rồi đó. Trời ơi quá được. Rồi sao có người chị tuyệt vời vậy em? Em sống với Trúc gần như là 4-5 năm nay. Dạ. Cho nên là cách Trúc nói ra là em hiểu. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn cô. Rồi mình đi với ai vậy? Dạ thì em đi với mẹ em và các anh chị đồng nghiệp trong trường. Có anh phó hiệu trưởng trong trường. Rồi bây giờ để nói chuyện với mẹ trước đi. Mẹ trước đi ạ. Rồi chào bác. Thì hôm nay con tới dẫn chương trình hẹn hò thì thấy cô Trúc nó cũng được dễ thương. Yeah. Tôi cũng thích là con nó kiếm vợ đồng nghiệp cho nó dễ. Yeah. Yeah, vậy thôi hết. Chưa. Cô là làm gì? Thì nhà chồng Thanh Long ở Đen Thui nè ông thấy ạ. Nói chung là thằng Bình nó chịu khó chịu cực lắm. Dạ cảm ơn bác. Em nói là có đi với thầy có thầy phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng chị cả được. Em thấy là bạn Trúc thì cũng ngành nghề chung với ngành sư phạm. Bạn Trúc cũng dễ thương và nói chuyện thì vui vẻ. Nếu em như là chọn nghĩa bằng Bình thì để thì em thấy là cũng đồng ý vậy. Rồi cảm ơn thầy. Các bạn lên đi. Kéo lên. Có Mệt nghe không? Rồi tặng quà thì tặng có xong hai chậu lan tặng em. Dạ em cảm ơn. Hy vọng chúc mình cũng như là hai chậu lan có cặp có đôi ha. Dạ cảm ơn anh. Ý nghĩa không? Chưa trời ơi đâu mà ngồi xuống vậy. Lấy lấy đó. Kêu ẩm rồi. Chết rồi. Rồi làm gì làm đi. Muốn ẩm muốn cổng muốn bồng muốn làm gì anh, làm. Nổi không anh? Chắc không nổi. Không nổi thì té xuống đó chứ có gì đâu. Thử coi. Thử đi thầy. Điên vòng. Không nổi. Thôi em thôi ngồi kệ. Dạ. Ngồi đi em. Sao thấy vậy sao? Thầy giáo quá. Dạ chắc được. Rồi hai bạn tâm sự rồi, đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Ủa em đi dạy lâu chưa? Dạ em dạy được gần 1 năm. Anh biết nấu ăn hả? Biết em thích nấu. Ăn giặt lắm, em không biết nấu. Và nấu những món ăn cơm gia đình em biết nấu không? Sơ sơ thôi. Thôi vậy được rồi. Nhưng mà em thích người khác nấu em ăn hơn. Em phải nuôi ảnh chứ, ảnh không nhôm thì bắt ảnh nấu. Không thì ảnh nấu xong em đút ảnh ăn. Trời ơi.
Nhìn ảnh thấy sao? À, em thấy anh ổn. Nói chung nói với em là ổn. Tại vì cái gu của em nó hơi bị dị người. Là ví dụ như anh phải biết hát, phải hát hay nữa nha. Tại vì em là chuyên gia đâm xuồng bể rồi. Biết hát không? Không, anh thì cũng chắc cũng giống em á. Cũng đâm xuồng bể đó. Hồi nãy nói độc thơ tặng em mà. Tặng hả? Trước khi bấm nút để tặng cho nó ý nghĩa hơn à. Dạ, hẹn hoài, có bài thơ mà cũng hẹn nữa. Anh có thích là đi chơi không? Tại anh lãng mạn lắm cho nên rất thích là đi chơi. Sao tới giờ anh vẫn ấy? Thì lý do ấy chắc thể là anh chưa tự tin về cái ngoại hình anh thấy ốm quá cho nên chưa tự tin. À, gió thổi bay phải không ạ? Không sao, để em kéo anh lại, vẫn được. Giờ có cục dằn lại không bay đâu. Vụ hẹn hò đó. Em cụ thể là em ở chỗ nào Đức Hòa? Em ở xã Đức Hòa Thượng của Đức Hòa. Đức Hòa Thượng. Dạ. Anh có sợ không, yêu xa không? Không yêu xa gì đây đó, 40 cây mà xa gì. Trên đó em có làm ruộng không hay em là chỉ đi dạy thôi? Em đi làm mướn được nhưng em không thích làm ruộng. Tại vì em chịu nắng không được, nắng một chút xíu là em cảm thấy rất là mệt. Chứ em đi làm mướn em làm cái gì? Dạ, ví dụ như đi làm xưởng nè, rồi đi lặt đậu mướn gì đó. Nhưng mà phải mát nha, ví dụ ngồi đâu mới lạnh lặt nha. Dạ không có chị, em lặt phải có cái cây, có cái một cái chòi thôi nhưng mà kính quá em bị ngợp. Thôi bây giờ vậy nè. Ừ, đọc thơ gì đó. Nào cố lên. Tặng em bài thơ nha, lần gặp đầu tiên là nghe bài thơ. Rồi. Dạ. Bức màn ngăn cách chúng ta, hình dung bóc dáng chỉ qua tiếng chào. Chân dung muốn biết thế nào, chỉ cần màn kéo lên cao thôi mà. Nhìn em duyên dáng thiết tha, nói năng nhã nhặn chắc là hiền ngoan. Giàu sang danh vọng chẳng màng, chỉ cần nàng chịu theo chàng về dinh. Hay quá. Bài thơ hay nhưng mà nó hơi sai sai. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời bạn. Chóng mặt quá. Sao em nói quá trời mà em không bấm nút? Chưa có lửa chị. Chưa có lửa sao nói dữ vậy? Anh đồng quá. Hồi đầu cổ có nói rồi. Là cổ nói chuyện xong là anh phải, nói. Phải có nói. Anh dành em nói hết sao người ta nói? Thì do mỗi người thôi. Nếu là được bạn gái thì càng tốt. Còn không thì có duyên làm bạn bè bình thường cũng tốt. Cũng vậy. Tôi nghĩ rằng có lẽ chàng trai chúng ta cũng nên năng động hơn chút xíu. Mình phải tự chăm sóc sức khỏe cho mình cho nó mập mập. Thầy giáo rất là thiệt tình, chất phát. Em đôi khi cũng bỏ qua cơ hội rồi đấy. Đúng rồi đó. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Và chúc hai bạn cũng sớm tìm được đối tượng để mình tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Đây, hoa các bạn. Nào, sách lan về đi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, hai bạn hãy giới thiệu về mình. Mời bạn nữ. Em là Nguyễn Nguyệt Điền Hồng. Năm nay em 27 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Giải quyết những thắc mắc hoặc là những cái cuộc gọi của hàng gọi lên trung tâm á. Quê quán em ở Long An. Mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Hồng. Em tên là Trương Điền, 31 tuổi. Công việc là giao tiếp, chăm sóc khách hàng ở khách sạn Quận Nhất. Trương Điền, bên đây Điền Hồng. Ủa sao Điền vô giống nhau vậy ta? Thôi này là có duyên rồi đó. Bạn nữ, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em một mối tình chính thức anh. Còn trong thời gian mà đợi chương trình lâu quá nên em cũng có tìm hiểu hai mối. Hai mối sao không gặp mối này? Nhưng mà tại vì cũng không hợp mà. Chị hy vọng là ngày hôm nay em sẽ tìm được cái người phù hợp ha. Còn chàng trai bên đây? Dạ em thì có 3 mối tình nhưng mà nếu mà chính thức thì chỉ có một. Một mấy năm trời? Dạ thì cũng được hơn 1 năm. Lý do sao chia tay? Dạ tại vì thấy không hợp nhau nữa cho nên là tụi em quyết định là giữ khoảng cách ở mức độ là tình bạn. Rồi bạn nữ, mình ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ vui vẻ, hòa đồng, hay cười, dễ giận, mau quên, với lại mù đường. Mù đường, trời giống chị quá vậy. Dạ, lúc lạc đường. Bên kia có muốn đăng ký làm tài xế cho bên này không? Em có một cái cuốn sổ tay những địa điểm ăn vặt và những địa danh mà muốn đến cùng với người yêu. Thì em sẵn sàng cùng nhau thực hiện cái khách sạn rồi ha. Hấp dẫn dạ. Ha bên coi kia có những cái khuyết điểm ưu điểm còn bạn thế nào?
Dạ, em biết nhường nhịn, lễ phép với người lớn, khéo léo, có năng khiếu. Năng khiếu gì? Nấu ăn. Ủa dạ. Em có biết nấu ăn không? Tạm thôi chị ơi. Tạm thôi, để anh đó, anh đủ tài. Lâu lâu mình phải chơi ngược thì mới được chứ. Dạ, thì em thích những sự gọn gàng, sạch sẽ, chỉnh chu. Nhưng mà cái đôi khi cái sự cầu toàn đó thì gây một chút khó chịu cho đối phương. Kiểu như đi làm về mà thấy nhà bề bộn cái là bắt đầu quạo quọ không vui á, phải không? Dạ thì có quạo quọ chút chút. Nhưng mà em muốn sạch thì em phải phụ vợ làm chứ, đúng không? Em có làm việc nhà không? Dạ có. Chứ da phụ nữ ta đâu làm nổi. Đây tính gọn gàng lắm, gọn với sợ nhìn là biết liền à. Phải không? Vậy ngày tắm mấy lần? Ngày tắm mấy lần thiệt rồi? Ngày tắm 3 lần. 3 lần thiệt luôn hả? Nhưng mà tắm nhanh chứ không có phải ngâm ở trong nhà tắm luôn. Lần tắm 3 giây. Còn bạn nữ, mẫu người lý tưởng bạn đặt ra là như thế nào? Cao 1m7 trở lên, da sáng, nụ cười tươi. Tươi là sao? Giống như Thịnh vậy. Bên kia giống Nu Phước Thịnh không? Cái này có Nu. Nu gì? Xà Nu. Bạn trai có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái là như thế nào không? Theo em hình dung là tóc dài, mặc áo dài, và răng dài. Dạ, vừa người, cư xử lễ phép với người lớn và yêu trẻ con. Phía nhà gái mình còn có yêu cầu gì nữa không để chị qua chị xem? Coi giùm em coi có mặt mụn nhiều không chị? Hả? Ủa nếu mụn nhiều thì sao? Em không mặt biết lắm. Hồi xưa giờ em chỉ tìm hiểu với mấy anh là da sáng sủa, ít mụn thôi. Đừng có hói. Thì đúng hả? Thì sao hồi nãy tôi kêu là cái chuẩn thì không chịu nói rồi bây giờ... Giờ mới nhớ. Lòi ra tùm lum vậy. Mụn đi nặng mụn chứ cái gì đâu trời. Trời ơi, này nặng mụn mỏi tay luôn mà. Cao nhiêu? Dạ, xém 1m7. Xém là sao? 1m69. Nhưng mà chiều cao đâu có nói lên được tất cả mà chị. Có dài độ mà chị. Thôi, ông độ cái gì? Không thích cái điều gì ở người bạn gái? Em không có thích là sự lười biếng. Tức là em thích phải năng nổ, năng động chứ đừng có thụ động. Không quan trọng là bên nam hay bên nữ đều chủ động. Có thể là cọc đi tìm châu cũng được. Dạ, tại dạ, nhiều dạ. Bạn gái người ta quan điểm thích mày không dám nói ra sợ người ta đánh giá. Em suy nghĩ thoáng, tại vì thời buổi này là thời buổi hiện đại rồi. Rồi vậy cũng được. Nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Dạ năm sau hợp tuổi. Ủa coi tuổi luôn hả? Ủa em tuổi gì? Tuổi tỵ. Tuổi tỵ cũng tuổi tỵ tuổi tỵ được không? Tỵ dậu. Dạ được rồi ha. Lát mở màn lên nhìn thôi ha. Nhưng mà bây giờ lấy vợ về mà không ở đâu? Không hói. Vậy thôi. Dạ, ở chung nhà với má. Mấy anh chị của em thì ở riêng. Vậy là ở chung với má có một mình phải làm dâu rồi. Dâu có sao đâu. Chào bạn gái dễ thương. Làm dâu được không? Dạ được. Có gì thì chồng phải giúp đỡ. Đúng rồi. Nếu mà ở riêng á, nhiều lúc chồng đi làm thì ở nhà mình có mình à. Còn làm dâu thì về nhà có trò chuyện với mẹ chồng. Hoặc là có cháu thì mẹ giữ. Trời ơi. Chưa chồng tính xuống. À, cũng được, nó chứ có cháu thì rất là vui. Mẹ chồng mình cũng mốt là mẹ mình thôi. Đúng rồi. Được á. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Trời, cho chị gặp em gái. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Về cá nhân em thì em thấy anh ngoại hình cũng ok. Nhưng mà không có giống Nu Phước Thịnh nha hai. Cách nói chuyện thì cũng chân thành. Em nghĩ hai người cũng nên cho nhau một cơ hội. Vì em thấy cũng có nhiều điểm tương đồng giữa cả hai. Cảm ơn em. Rồi hôm nay Điền đi với ai Điền? Dạ đi với má em. À dạ chào cô. Em chào bác đi. Dạ chào bác. Chào dạ. Con dạ. Theo dạ. Như mà tánh của con thì rất là hợp với lại bác. Bác rất là hiền. Dạ. Đâu con đừng lo ha. Điền thì đó kỹ tính này kia gì thôi. Chứ còn dễ dãi lắm con. Dạ. Vậy là bác hứa mình muốn là giữ cháu nội nha bác. Có mình bác à. Chứ con khỏi có làm dâu gì hết. Con đừng lo. Dạ. Bác chịu không? Bác chịu không? Chịu. Chịu. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Chị là mẹ chịu của nó đi. Quá dễ thương luôn. À, kéo màn lên. Anh rất vui hôm nay được gặp em. Hy vọng cái món quà này khi mà em nhìn thấy nó thì sẽ nhớ đến ngày gặp gỡ với chúng ta hôm nay. Dạ. Và nhớ đến anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi đó, tỏ tình, tỏ tình. Bài hát gì đó, hát đi. Nhiều lần ngập ngừng muốn tôi muốn ngồi tìm yêu đương sao không thành câu. Nàng đẹp tưởng ngàn uống ánh sao, dịu dàng mong manh em sẽ như cành hoa đào. Thôi rồi, tôi khỏi hát. Ủa mà
sao gì mà đỏ mặt đỏ mai vậy? Nó rung quá trời, giống như đã bài vậy. Như có đánh má hồng vậy. Rung quá luôn hả? Gặp cái đỏ mặt hết trơn. Rồi hàng ngày tiếp xúc bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu cô gái luôn mà lên đây rung dữ vậy đó hả? Có rung động. Thấy má chịu mà thấy rung động. Cô kia dễ thương quá trời. Ráng nghe không? Dạ. Em có nhiều câu hỏi lắm mà tự nhiên. Hỏi đi. Anh hết giờ. Không nha. Trời đất ơi. Hồi sao đó? Qua đón em làm đâu? Tối đón, sáng đón, chiều đón gì đó? Hồi nãy anh có nói là anh có một cái cuốn sổ những cái địa điểm ăn vặt và những cái địa danh mà anh muốn đi cùng với người yêu của mình, thì em có muốn thực hiện nó cùng với anh hay không? Em rất là thích đi du lịch, thích người ta chụp hình. Sở thích hai đứa giống nhau. Có cuốn sổ ghi cái điểm ăn vặt, hỏi em có thích hay không? Dạ có thích ăn vặt. Anh có thuộc tiếp người lãng mạn không anh? Anh sinh vào tháng 9 là mùa thu. Anh cũng lãng mạn nhưng mà cũng thực tế chứ không phải là cái tiếp người mà sến xuống. Dạ, em cũng sinh tháng 9. Em sinh tháng 9 nhưng em thuộc tiếp người lãng mạn. Mấy dịp lễ gì á, em thích bạn trai mình phải có quà. Không thích hoa tại vì hoa nó hư hết à. Tốn tiền mua xong tốn tiền. Mua chẳng hạn mua giỏ hay mua đầm áo thì được. Trai thấy sao? Dạ, những cái đó thì cũng không phải là vấn đề lớn. Dạ. Em cũng hay thích mua quà về tặng cho người yêu và là bạn bè. Một tuần anh có thể hẹn hò mấy lần? 6 ngày. Về cái thời gian thì mình có thể thỏa thuận và sắp xếp được. Bây giờ hỏi là em, ví dụ lấy nhau mình, em thích trai hay gái mấy đứa? Em thích trai gái luôn. Rồi giống anh là tại vì anh nghĩ chờ cho cái sau thì mình nhận cái đó. Tiền bạc ai giữ? Tiền bạc ai giữ không thành vấn đề, miễn là người nào quản lý tốt hơn thì người đó giữ không sao. Anh kỹ tính, anh nói anh kỹ tính gì trong tiền bạc anh như thế nào? Đi ăn anh có chia ra không? Đủ anh đi ăn, mỗi biết anh được ai trả tiền thì tôi biết. Thì nếu mà thực sự là bạn đời với nhau thì cái chuyện tiền bạc thì mình hai đứa có thể nói chung là chia gì? Dạ, không phải. Ý là rồi có một cái quản lý tiền bạc hợp lý nhất để mới quen nè. Dạ rủ người ta đi ăn kìa đó. Sổ tay địa điểm ăn vặt mà đi ăn là ai trả tiền? Dạ em không có quan trọng trong cái vấn đề đó. Em phải nói chứ người ta hỏi mà. Anh nghĩ là em cũng hiểu ý anh, đó là anh không muốn tiền bạc làm ảnh hưởng. Em hiểu rồi. Đâu có mượn tiền gì đâu mà gì tiền bạc ảnh hưởng này, tao đang nói đi chơi đi ăn du lịch. Nãy giờ chưa trả lời cụ thể, bực mình quá. Anh trả lời rồi là em trả. Ờ. Em mời thì em trả. Mời vậy em mời em trả. Không, nếu mà em cảm thấy ái nái thì anh giả bộ cho em trả. Làm gì đâu ái nái, tôi không bao giờ ái nái gì đâu. Ái nái gì không có gì ái nái hết trơn trời. Chứ chưa giờ mà nó còn không phân minh được. Anh lo hết. Dạ thì tất nhiên rồi, nếu mà vợ chồng thì lo hết. Thì em yên tâm thì anh lo hết. Được không? Dạ được, em cứ việc ăn, thế giới đền lo. Nó nói cho nó dứt điểm vậy đi. Em cứ thoải mái ăn biêu để anh tính. Em nghĩ là ban đầu hẹn hò thì bạn nam nên trả, thì nhưng mà đến một lúc mà tình cảm của mình nó đủ lớn rồi thì nói chung là tiền bạc á không thành vấn đề. Với lại nhiều lúc thương anh rồi đâu bắt anh trả tiền nhiều đâu. Đúng rồi, đó là ý và anh cũng định nói mà anh. Quá hay, em gái quá là hay luôn. Mình hãy nhắm mắt lại tưởng tượng xem gương mặt này có hợp với mình hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Lý do tại sao cô gái không nhấn nút? Em chưa có cảm giác nhiều lắm. Một chàng trai đẹp trai mà dễ thương, có nghề nghiệp ổn định, có mẹ đi theo. Một có chút thể làm bạn. Có thể trong lúc trò chuyện chúng ta cũng sơ suất một vài điều gì đó. Cái vụ mà thì anh mời anh trả đó. Nam nữ mà cái lần gặp mặt đầu tiên á, nó rất rất là quan trọng. Đúng rồi. Mỗi bạn đều có cơ hội để hàng triệu khán giả sẽ nhấn nút cho các bạn. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một đối tượng để mình tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân. Dạ, em cảm ơn anh chị. Mình, cảm ơn chị các bạn. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn. Ok. Đi bên này. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em tên là Mai Nguyễn Tấn Đạt, em 25 tuổi,
Hiện em đang làm việc tại quận 9. Em là kỹ thuật viên vận hành máy. Quê Đạt ở đâu? Quê em Long An chị. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Vương Thị A Lo. Thì em sinh năm 1995, em tuổi heo. Hiện tại là tư vấn y khoa cho một công ty về sức khỏe. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh thì ít mà điểm yếu thì nhiều. Em biết nấu ăn, nói chuyện rất là to. Có thói quen là đi vệ sinh hay cầm điện thoại. Đi xe thì hay ngủ quên. Cho nên là cứ mỗi lần đi xe á là mẹ em cứ muốn liền em xuống không ạ. Bởi vì cứ sợ em té á, cứ gió hiu hiu là em ngủ gục à. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm mà em kể rau ra chắc em mai. Em công nhận cũng thật lòng ghê. Đi toilet cầm điện thoại cũng nói nữa. Vậy em thích sống ảo á. Sống ảo? Ủa trời ơi. Sống ảo trong toilet luôn hả? Thôi rồi, vô toilet mà cũng vậy nữa em hả? Dạ, cho vệ sinh cho dễ. Tưởng đâu vô trong trỏng mà chụp hình tự sướng nó đăng Facebook chứ. Dạ, lâu lâu cũng có chết rồi. Đăng lên cái là mệt luôn á nha. Rồi còn bạn trai. Điểm mạnh của em là biết ca hát, cũng nấu ăn cũng được. Còn điểm yếu của em là em rất là nhát đám đông, hay rụt rè. Nhiều khi mình hay nóng tính. Nhưng mà được cái em nóng tính xong rồi qua hôm sau em suy nghĩ lại mà thấy cái nóng của mình sai là em quay qua anh xin lỗi cái người mà em nóng tính với người đó. Bây giờ thôi hát bài cho đỡ rung đi. Dạ. Thì em hát một khúc trong bài Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Bạn nữ có thể hát đáp lại bạn nam chút đi. Dạ, thì em xin hát bài Em Quên Tên Mất Tiêu rồi. Dạ. Vô, hát luôn em. Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bông, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Dạ hết rồi. Em có thói quen hay có sở thích gì không? Dạ, em đi ra đường em hay cầm tỏi. Bởi vì do em, bạn em nói em là tính hay dễ dụ á, tính khờ khờ á, cho nên đi đâu em cầm tỏi theo. Bữa nay có cầm tỏi lên đây không? Dạ, cầm dự ví, hôm nay có cái gì đựng trong đây á. À, có như đi đâu cầm tỏi theo vậy, sợ bị dụ. Dạ. Rồi còn có gì nữa? Có tỏi là dụ không được em hả? Dạ, tỏi tính ta. Em đi coi bói nhiều, người ta nói vậy. Sợ tao bỏ bùa đó. Dạ. Tỏi để giải bùa đúng không? Dạ. Rồi còn gì thói quen nào nữa không? Dạ, em không ăn bò. Cái gì? Không ăn thịt bò. Dạ, hồi đợt em đi thi đại học mà em rớt á, thầy bói nói á là em do ăn bò cho nên bị rớt. Em từ đó em không ăn bò nữa. Trời đất ơi, còn gì nữa không? Dạ, còn. Gì nữa? Dạ thì như nãy em kể á, em đi xe á thì em hay ngủ quên á, em tự lái em tự té luôn. À. Trời, cô lạ ta. Ủa em, cái túi em để tỏi rồi cái tiền em bỏ đâu em? Dạ, ngày xưa thì lúc mà mới vào Sài Gòn á, em đi con mình em sợ, hồi giờ em đi xe 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 nữa. Em nhét tiền ở dưới cái giày á, cái xong rồi giờ không cho mang giày em phải nhét vô tóc. Cô này lạ thiệt. Tỏi để túi, tiền để tất. Ủa em quê là ở đâu vậy em? Dạ em ở Phú Yên. À, chú quê Hoài Linh đó hả? Dạ đúng không? Hoa vàng trên cỏ xanh đó hả? Dạ, giờ mùa hè không có xanh. Nhưng nữa. Mà đó giờ có bị gạt gì lần nào chưa mà sợ đủ thứ vậy? Dạ chưa, sợ mà gạt không ai gạt hết đâu. Tại bỏ tỏi nhiều quá không ai dám gạt. Nhiều khi bỏ cái trời mưa ướt cái thay cùng tỏi khác. Không, anh chỉ em cách này nè em. Bỏ tỏi cũng bị gạt nữa, em về em đâm tỏi nhuyễn ra. Xong để nguyên bịch em trét nguyên người trên đi đâu vậy, không ai dám dụ em chứ. Em thôi. Sợ đi ra đường á, người ta nói em bị hông nách cho nên em không dám dám tỏi đâu. Rất là thiệt thà. Thiệt có sao là nói vậy? Phú Yên đó mà. Bạn trai bên kia thì sao? Nghe vậy rồi mình thấy như thế nào? Chắc em mua cho xà bông bưởi tắm cho bớt đi mùi tỏi quá chị ơi. Người ta bỏ trong túi đàng hoàng. Còn cái kia là người ta sợ, người ta tưởng như thôi chứ đâu có bị hôi đâu. Cái dụng viên. Mai em về em đâm ớt em tét tùm luôn. Đi tình cho trường nó hợp cái ổi cái dụng tỏi đi. Kia luôn. Tình thôi, nãy giờ nói chuyện vui thôi ha. Bây giờ nói chút xíu về tình trường bạn đi. Em ế kiên trì luôn á. Mà không biết là cái kiên trì nó ế với em hay em là em kiên trì với nó nữa. 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai. Cũng hay. Bên đây sao cưng? Dạ em cũng vậy. Dạ em cũng vậy. Hả? Em làm lại câu thơ cho bên kia đi. 20 mấy mùa
Sinh năm 95 là... Trời ơi, đếm nữa hả? Cộng tuổi đẻ luôn là 24. 24 mùa lá đổ. Dạ. Chưa ai cầm cổ tay. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay anh cầm cổ tay mình. Dạ, thôi cũng được. Được không? Dạ. Bữa nay không có đem tỏi lên đây là anh vô được đúng không? Có tỏi em cũng biết nữa. Trời ơi, thiệt chứ. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ, nếu hợp thì lấy. Như thế nào mới là hợp? Cao. Cao. Cao đừng có mít 75 trở lên là được. Cao bao nhiêu? Cao vừa vừa không chị? Cao bao nhiêu? Bên đây không 75, 57 được không? Dạ cũng được. Nói chung là cao. Dễ dãi quá vậy. Cao thẳng. Nhưng mà nếu cao cong thì cong vừa vừa thôi. Cong quá ế rồi, giờ gì cũng chịu hết. Cong cong cũng được nhưng mà đừng cong quá. Dạ. Tính tình có không thích cái gì người đàn ông không? Thì do em là gái ngành đó, cũng không. Gái gì? Dạ em làm ngành y tế cho nên là em cũng không quan trọng cái đó lắm. À. Cho nên là em chỉ thích là kiểu như là không có phụ thuộc vào cha mẹ. Nói chung không có xin tiền ba mẹ. Còn nếu xin là phải trả. Mượn mới trả, dạ, xin trả dạ. Gì nữa. Có nghĩa là thích người đàn ông tự lập. Dạ. Bạn trai sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Những cái đó thì chắc tầm hơn 99% chị à. Rồi. Mẫu người của em sao? Em thích người bạn gái như thế nào? Dễ thương chút, tính tình vui vẻ, yêu thương gia đình là được rồi. Dạ. Cái đó em dư. Dư luôn hả? Em chỉ thiếu chiều cao thôi, cái gì em dư. Làm dâu được không? Dạ, được. Không có sao chị, nó đừng có khai ra chi. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị. Em cao mét nhiêu? Em cao mét 68. Chuẩn quá ha. Mà bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Trong 2 năm đổ lại là tiến tới hôn nhân. Chừng nào đẻ con? Cái đó thì để về em nói với bạn đó sau chứ giờ. Mà có biết làm ăn gì không? Biết chứ chị. Chưa có mối tình nào sao biết là mình biết? Thì thử mới biết, chắc chắn là được. Có hôn thử lần nào chưa? Có, con em hôn nhiều lắm. Hôn ai? Hôn con của bà chị kế bên phòng. Con bà chị nhiêu tuổi? Con bà chị nó 2 tuổi mấy. Vô duyên. Có coi phim tình cảm thấy trai với gái hôn nhau chưa? Có chứ. Trong người mình cảm thấy sao? Thì cũng muốn hôn nhưng mà chưa tìm ai nên ôm qua ôm cái ói nhịn gói xong coi tiếp. Mà mình không được đúng không? Dạ được. Thẳng đúng không? Thẳng. Thích con trai không? Không bỏ đi chị ơi. Ở đây ha. Rồi để dạ. Chị coi đẹp trai lắm nha, cao ráo nha. Bây giờ người phụ nữ thế nào em thích gì em dạ, nói luôn coi. Anh Nguyệt Lão xe duyên cho em người bạn nữ cao tầm mét 52 tới 60 cũng được. Thôi đó thôi ha. Dạ. Nói đùa là cô gái mét 52 của bài đó chứ em thích người con gái khoảng từ mét 6 trở lên. Dạ. Rồi, tóc là dài dễ ngắn. Tóc dài, đen. Tóc dài, đen, đúng màu, không? Màu đừng có chói quá là được. Sơn móng tay móng chân đủ màu được không? Một màu thôi, đủ màu nhìn lát mắt em nổ đông đớn. Xăm mình được không? Xăm mình thì em thì được nhưng mà gia đình em nghĩ không được. Dạ. Bây giờ phụ nữ hay xăm lắm. Trời ơi cao. Dễ thương quá. 1m52. Bài đó dễ thương lắm. Em biết bài đó. Em biết nãy em nói lộn đó. Nó lộn nghe đó. À, 1m52. Không cao như mọi người phải ngước nhìn. Dễ thương lắm. Chào em gái. Dễ thương. Hôm nay thì em gặp chàng trai bên đây thì nói chung cũng trắng trẻo. Vấn đề cao thấp không quan trọng. Quan trọng là cái đầu của mình, đúng không? Dạ. Em có ghen không? Bởi chàng trai bên đây là cũng hơi đẹp trai, cũng dễ có cái cô gái theo lắm á. Em không quan trọng, con trai đương nhiên phải lăng nhăng rồi. Quan trọng là biết quay về là được, mà em phát hiện ra là chết với em. Do là em có vỏ. Con trai phải lăng nhăng hả? Dạ, em thấy bình thường. Bình thường? Dạ. Có củ tỏi nào không đưa coi? Bữa nay không có cái nào ở gánh hết á. Dễ thương á. Rất là xinh, giọng nói lạ lắm nha, dễ ấn tượng lắm á. Dạ. Rồi em ghét gì nhất cái đàn ông? Từ từ em quên tên bạn kia. Nhưng nãy em rung em nghe được kỹ thuật viên thôi. Đạt 25 tuổi. À dạ đúng tên cha em. Hả? Dạ đúng tên cha của em. Chết mồ không? Gì anh nói em? Em giống tên cha của bạn ấy. Chết luôn á. Về bây giờ nữa gây lộn nữa. Đạt. Hả? Nhiều khi là không dám chửi anh. Chửi là ông già quýnh lại sao? Trời ơi thì trùng hợp lạ ta. Tên con rể, tên ba giống nhau. Không dễ thương. Em vui lắm á. Em có cái duyên ngầm nha. Quê của bên vợ anh gần bên em á. Nha Trang hay Bình Định á? Bình Định á. Dạ. Ừ. Xa lắc em chưa đi. Có vỏ đó, đừng chọc được. Nha. Vỏ cổ truyền hả? Dạ sao anh biết? Thì thường Phú Yên, Bình Định vỏ nhiều lắm. Em có thể múa một đường cho anh coi không?
Dạ không, tím tím lại. Hả? Sao bạn kia sợ nữa. Kệ nó sao đâu. Trời, con gái có vỏ tốt có gì đâu. Giờ dành lâu rồi em quên, em nhớ được nữa chứ ngày xưa á. Ba không có cho, ba nói con gái học y là không nên tập võ. Cho ba là giả sư rồi không muốn con gái cũng đi con đường quánh võ. Cho nên em toàn học lén khi ba dạy học trò thôi. Chủ yếu là đứng tấn với lại rồi, đấm. Chúc em múa dài đường cho anh coi, anh nể em nha. Dạ. Kệ, đâu có sao đâu. Rồi, chấm đàn gái, dễ thương, thông minh, hài hước. Được. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân từ nhỏ đến lớn. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam, chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Duyên, là bạn sát nhà với A Loan luôn, chơi thân từ nhỏ tới giờ luôn. Em có nhận xét về bạn thân của em á, phải nói là cực kỳ thật thà luôn, rất là vui tính. Bạn Loan á, thì là nấu ăn rất là ngon, biết chăm sóc gia đình, quan tâm tới ba mẹ và rất là hiếu thảo luôn. Về phía Nam này á, thì em thấy bạn Nam này là theo cái nhìn chung tổng thể và theo cái tâm tưởng của Loan á, thì bạn này là rất là hợp với Loan luôn. Nhìn cái phong thái, rồi nhìn cách nói chuyện, nhìn lúc mà bạn bước vào á, thì em thấy bạn có cầm theo một cái món quà để tặng Loan. Và Loan rất là thích cái này. Dạ em xin hứa ạ. Thôi cảm ơn bạn. Thôi. Dễ thương quá. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ và em gái cùng bà chị của em. Chào cô Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào các khán giả ở trường quay. Cô là mẹ của Đạt. Đạt thì rất là nhát gái. Hôm nay đến trường quay cũng mong cho Đạt tìm được một nửa của mình. Cô gái bên đây cũng đẹp mà hiền, cũng dễ thương, biết nấu ăn đồ. Cô thì cũng muốn kiếm được một con dâu ngoan hiền lễ phép, biết lo cho chồng con. Mong hai đứa cho nhau cơ hội. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Loan ơi Loan. Dạ. Em cũng đừng yên tâm, đừng lo lắng gì, bởi vì mẹ của Đạt thì cũng nhỏ con ha, cũng hợp với em lắm á. Thấy mẹ hiền rồi. Ba đó hả? Ba Đạt á hả? Sao chú thấy sao chú, con dâu tương lai mình được không? Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Thì thấy cháu gái bên đây nó cũng dễ thương, cũng do đài truyền hình này thế duyên, thì tôi cũng cảm ơn xin hết. Dạ cho em xin ý kiến của chị của em. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy bé em dễ thương, cũng thấy hiền lành. Chương trình có thể cho hai đứa là tạo điều kiện, nếu mà hai đứa nó hợp với nhau thì cùng nhau tiến tới. Em xin hết. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Có món quà tặng em. Em thì nấu ăn giỏi hà. Dạ nấu gì cũng được, cây thì nấu kiểu cây, nói chung nấu kiểu gì em chơi kiểu đấy. À là dạ. đủ hương sắc hương vị trong dạ. món ăn gì. Anh thấy cái đây không? Cái gì? Đều xong bằng tay rồi. Dạ. Ở nhà anh đông anh chị em không? Anh có một đứa em gái nữa đang học lớp 10. Dạ. Chắc cao lắm ha. Nó cao, nó ngồi. Dạ. Đừng có nói chuyện cao lùng gì đấy. Dạ. Vô chuyện tình cảm đi. Anh có thân với bạn gái đâu không? Thân á hả? Dạ. Thân thì có. Trước cũng có thích đơn phương một cái bạn gái, nhưng mà chỉ là mức tình bạn ở đó thôi, không có hơn được nữa. Dạ anh cũng chăm chán như em luôn. Trước trong em chắc. Cũng chưa có mối tình nào, nhưng mà cả chơi thân với một bạn trai hồi ở sinh viên á, thì tụi em ăn chung, học chung, làm chung, tắm biển chung, chỉ có không ngủ chung thôi. Giờ mọi đứa cũng nói chung là không chung đường, nghĩa là giờ bạn đi về quê bạn, còn em về quê em. Cho nên em cũng có rành về con trai lắm, nhưng mà về bệnh lý thì em rành. Dạ. Coi ảnh có bệnh gì không? Dạ em có chỉ tay thì em mới biết. Em có thể thoải mái. Đó em qua đi, em qua đi, em qua em bắt tay coi ảnh có bị bệnh gì không. Sao anh run dữ. Này chắc nó loạn nhịp rồi không ra quá. Sao? Dạ anh run quá, chưa gì ta rối loạn thần kinh thực vật rồi á. Run quá. Giờ em chuyển anh qua thực vật luôn rồi chứ. Nhưng mà rối loạn thần kinh thực vật là sao cô? Rối loạn thần kinh tim, những tim đập hồi hộp á. Dạ em thấy anh chắc cũng đúng là từng trải qua một cái cá tình đơn phương thì em có thấy.
Ồ, thấy được luôn hả? Dạ. Bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt đối phương đi, mình còn 15 giây nữa thôi nha. Mỗi người hãy nói lên cảm xúc thật sự của mình bây giờ như thế nào. Mình thấy trong lòng mình như thế nào, mình nói. Em cảm nhận như thế nào, em nói trước đi. Dạ, em thấy anh cũng giống người mà em đang tìm. Còn anh thấy em sao? Dạ, em không có cao 1m52 đâu. Chiều cao cũng không quan trọng lắm, mẹ anh cũng không có cao lắm. Chủ yếu là biết hiểu nhau là được. Dạ. Rồi, hết thời gian. Nào. Để tay vào bấm đi các bạn. Rồi. Bây giờ hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, và sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu chúng ta rung động thì chúng ta mới bấm, còn nếu chúng ta chưa rung động thì chúng ta không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Anh xin lỗi, em nghĩ là mình chưa có duyên với nhau. Mong là em sẽ tìm được người dạ tốt với em. Bạn nghĩ gì mà bạn không bấm? Dạ, em chưa có rung động thực sự, nên là nếu mà mình bấm thì mình sẽ có trách nhiệm với lại cái nút bấm đó. Chính xác. Dạ. Dạ thì không quen thì làm bạn. Hãy lạc quan lên, biết đâu sẽ có nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình và sẽ bấm nút chọn bạn nhé. Rồi, rất là dễ thương. Một cô gái rất là thông minh, lém lĩnh, hài hước, năng động nữa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương, một nửa manh ghép cho cuộc đời mình nhé. Dạ. Đây, phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Thật tiếc vì các bạn chưa may mắn nhận được một suất chụp hình cưới trọn gói đến từ hệ thống cửa hàng ngày cưới Allen. Nhưng không sao, hôm nay ta có thêm một người bạn, có thêm một món quà rất là xinh xinh dễ thương ha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai bạn. Rất tiếc là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau và nghe lời của nhau để cảm nhận về nhau nhé. Bắt đầu đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. À, chào anh. Xin chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào anh. Bạn gái phía bên kia. Mình tên là Thiết. Năm nay 38 tuổi. Sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Thạnh. Quê quán ở Thanh Hóa, làm nhân viên kinh doanh Zecoro và băng tải, băng chuyển các loại. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Đỗ Nữ Hồng Anh, quê em ở Bình Định. Em là biểu quận 1 và sinh sống ở Thủ Đức. Dạ, em là kỹ sư xây dựng. Ngầu ha. Dạ, cũng bình thường vậy. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em có là em thích nấu ăn, làm bánh, vui vẻ hay quan tâm người khác. Điểm yếu của em là em sợ đám đông, sợ ma, với là hát rất là dở. Nó có hay hát không? Dạ có chị, người hát dở hay thích hát lắm chị. Bây giờ hát thử một cái đi. Vui là chính. Dạ. Rồi. Ở nơi ấy trên đỉnh núi cao, chỉ có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Em mà hát hai hồi nữa chắc hai người hết yêu nhau á. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Mời bạn trai. Khuyết điểm là ăn cay không được. Cũng hơi nóng tính. Không biết nói sao nhưng mà có những cái mà... À thôi. Hả? À thôi là sao? Cái gì mà nói đại đi, bữa nay mình nói mình mở cho nhau biết hết mà. Để mình có thể gọi là có cái hợp tính hay nhau không? Ngồi chết năm đồng này nó run run quá anh. Phải lấy nhát năm đồng luôn. Thì mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình. Chia tay cũng được 4 năm rồi chị. Mình quen bao lâu mà chia tay? Dạ 7 năm. Thực ra thì tụi em có những cái hiểu lầm trong cái mối quan hệ của tụi em từ phía gia đình chứ không phải từ phía hai phía tụi em. Có nghĩa là tình yêu cũng chưa đủ lớn đến mức để vượt qua những cái rào cản từ hai bên. Dạ em cũng nghĩ là vậy. Em chia tay với bạn trai được lâu chưa em? Dạ lâu rồi anh. Hơn 4 năm rồi anh. Vậy từ 4 năm đó em từng quen ai chưa? Dạ chưa anh. Còn em? Với em thì trải qua 3 mối tình. Mối tình mới nhất cách đây khoảng hơn 1 năm. Yêu nhau cũng 1 năm. Cũng chưa sâu đậm gì đúng không? Vâng. Bạn gái cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào?
Em không có một lý tưởng gì hết, em chỉ cần người đàn ông đó yêu thương em. Nếu thật sự anh yêu thương em thì những thứ khác anh sẽ vì em mà anh thay đổi tốt hơn. Đức tin mới là quan trọng đối với em, đúng không? Tính cách nhất chị là vì hiếu thuận với ba mẹ thì họ phải yêu thương mình. Điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Gia trưởng với lại bạo hành đó chị. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Yêu thương, quan tâm, chia sẻ mọi người. Chứ dù bất kể là ai, mình hãy nên tôn trọng và yêu thương gia đình, những người xung quanh. Là từ 1m60 trở lên. Rồi, để anh qua bên kia coi kiểm tra có 60 trở lên không nha. Ôi, chào cô gái. Dạ, đẹp. Chào chị. Kỹ sư xây dựng đó nha. Kỹ sư xây dựng. Các em cao mét mấy? Dạ, 1m56. Ủa, sao nhìn cao dữ vậy ta? Cho anh hỏi chút xíu, kỹ sư xây dựng em có hay đi công trình không em? Dạ, không anh. Em làm ở đâu vậy? Dạ, em làm ở quận 1 anh. Em ở văn phòng là chính anh. Em có phải là người phụ nữ ghen không? Phụ nữ ai cũng có chút ghen á anh. Ghen nhiều, có nhiều người nói là đàn ông là phải là sở quyền sở hữu của riêng mình. Nếu mình sở hữu qua hồi mình sẽ cái tính kiểm soát con người mình anh. Đúng rồi. Mà kiểm soát mà mình nhăn riết mệt lắm. Người em thì thích vui vẻ. Anh nghĩ em là người đủ bản lĩnh ha. Một cô gái rất là xinh, rất là thông minh nha. Rồi, nếu mà chừng nào được thì chừng nào mình kết hôn được em gái. Nếu mình phải thật sự là người hai người xác định là mình sẵn sàng hết. À, chào anh. Dạ, chào chị. Em đoán thử cổ là người như thế nào? Rất là chững chạc. Một cô gái mạnh mẽ đó. Thông minh. Nếu như bây giờ một vợ mình giỏi hơn mình thì anh có ngại không? Cái điều đó không thành vấn đề chị. Giỏi hơn là giỏi hơn, phải để người khác đánh giá thôi. Anh đã sẵn sàng kết hôn chưa? Dạ, sẵn sàng rồi chị. Có làm dâu không anh? À, không chị. Cái chuyện đó là để nó hợp với hoàn cảnh thôi. Bảo để làm dễ thì không có đâu. Không phải là tự tin gì cả. Nhưng cái điều nếu mà để nói như vậy thì nó hơi quá một chút. Bởi vì chị nói làm dễ, không phải làm dễ mà khi cưới về. Đâu có câu nào làm rễ đâu, đang hỏi là... À, chị nói làm dâu. Đang nói làm dâu. À, có ý làm rễ là anh không chịu làm rễ đúng không? À. Mình có hơi gia trưởng không? Em thì không, em sống hòa đồng lắm. Rồi, được rồi. Hôm nay em đi với ai em trai? Em đi với có mấy người bạn, với một người em gái, em họ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, MC của Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là em gái của anh Thiết ạ. Để em khẳng định là anh Thiết thì em rất là thật thà. Kinh doanh thì không phải là giỏi lắm nhưng mà để cũng được. Thì em thấy chị là cái mẫu người là được của gia đình thì em thấy là cũng được. Quan trọng anh chị. Rồi, bây giờ ta sẽ nghe là nhận xét từ bên làng gái nào. Rồi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với anh trai, chị dâu em với lại đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là Phương, là chị dâu của Oanh. Thì đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì gia đình cũng rất là mong muốn tìm cho Oanh được một người chồng biết thương yêu và chia sẻ. Tại vì ngoài cái tính hòa đồng thì Oanh cũng khá nhút nhát và sống nội tâm nữa. Cho nên thì cần một cái người có thể quan tâm, chia sẻ và hiểu được Oanh nhiều hơn trong cuộc sống. Về bạn trai thì em thấy là về ngoại hình khá là ổn. Về tính tình có thể anh còn khá là ít chia sẻ và có thể là hơi một xíu gia trưởng. Cái điều này thì có lẽ là không hợp với Oanh, tại vì Oanh thì một người rất là sống hòa đồng và chia sẻ với bạn bè. Nếu mà thấy cái cảm giác đầu tiên á, mà thấy hợp thì có thể chọn. Em xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhận xét của chị. Để thay đổi không khí, xin hát Hôn Trường một bài hát. Để cho lấy tự tin anh Quỳnh Linh ạ. Đúng rồi. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Rồi, xin em. Thoải mái chưa? Giọng rất là vang ha. Bây giờ quan trọng là hai người. Nào, rồi. Mở rào. Bắt đầu đi bạn trai. Để chào anh. Chào em. Có hoa đến chương trình xin tặng em. Em cũng có quà tặng anh đó. Hôm qua em có về làm bánh tặng anh. Anh có gì muốn hỏi em không? Anh hỏi em chút, tình yêu của em 7 năm. Dạ. Tại sao không đến được với nhau? Không phải tình yêu nào cũng tới được với nhau anh. Ai đến lúc phải lựa chọn, mình phải lựa chọn giữa gia đình với lại người mình yêu nhất. Có thể tình yêu của em chưa đủ lớn để có thể lựa chọn em. Ồ, 7 năm cũng chưa đủ lớn.
Chúng ta về chỗ ngồi đi cho nó tự nhiên hơn nào các bạn. Về cuộc sống thường ngày là em có hay đi chơi bạn bè hay là tụ họp đâu đó không? Dạ có, tính em vui vẻ hay đi chơi bạn bè. Ngoài công việc á, thì em về nhà làm bánh nấu ăn, còn không thì cũng hay tụ tập bạn bè. Anh cũng thích nấu ăn. À, em có ăn cay được không? Ăn rất là cay. Em ăn cay, anh biết mọi người miền Trung phải không? Không sao. Nhưng mà có một cái là em cũng hay đi du lịch đó. Dạ hả? Cũng thỉnh thoảng em cũng đi du lịch. Tại vì thường em đi du lịch cũng kết hợp với làm những cái việc thiện nguyện. Thì không biết là điều đó có gây khó khăn với anh không? Không, anh cũng thích đi du lịch. Nhưng đôi khi nếu mà có gia đình rồi thì nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh và cái... Ví dụ như có con hay gì đó thì gia đình vướng bận nhiều thứ thì làm sao đi được. Nhưng mà có một điều cũng hơi khó là công việc của em đôi lúc về muộn. Thì anh có khó chịu về việc đó không? Em giới thiệu về công việc của em thêm chút xíu nha. Em ở công văn phòng thôi và viết các quyết, các hợp đồng, tính những cái chi phí xây dựng nhẹ. Chỉ ở văn phòng thôi? Dạ. Ok. Nhưng chết mà đồng. Cũng thường xuyên về muộn chứ không phải là về sớm. Tới về muộn là mấy giờ? Khoảng 7 giờ, 7 rưỡi thì em mới về tới nhà. Bây giờ. Chuyện ăn uống thì người đàn ông á, nhiều khi anh thích nấu ăn lắm. Nhiều khi anh nấu mời bạn bè đến ăn mà. Cho nên hy vọng rằng nếu mà được nấu cơm để mà chờ người vợ về để ăn, đó là điều hạnh phúc đối với anh. Thực tế ngồi đây á, hầu như là anh cảm thấy nó có cái gì đó nó trong đám đông không nói được gì cả. Mình cảm nhận về đối phương như thế nào ngay lần đầu tiên mình gặp mặt? Nó có rất giống... là tuyệt vời chị. Một người rất xinh, chu toàn về gia đình. Đó là những cái mà em cần. Thật ra thì em thấy anh sợ ta. Tốt, cũng khá trầm. Em nghĩ là vậy. Bạn trai có thể nói điều gì để tạo thêm niềm tin cho cô gái? Đây là một cô gái rất là chỉnh chạc, suy nghĩ rất là chín chắn. 15 giây cuối cùng cho anh. Qua đây được có thể xin phép em cho anh được tìm hiểu. Dạ. Cho anh được tìm hiểu đến với em. Đấy là một cơ hội. Phía sau như thế nào? Đó là do hai người quyết định. Dạ. Cảm ơn em. Rồi. Cái bấm nút đó hết sức là quan trọng. Bấm bằng cả sự yêu thương của mình. Suy nghĩ cho kỹ. Đó là hạnh phúc của các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Sao em lại không bấm? Thật ra thì em cảm thấy là chưa sẵn sàng. Tại vì em có cảm giác là anh gia trưởng. Mà thật ra cái điểm đó là em rất là sợ đó. Nhát. Anh nghĩ rồi. Em còn một điều gì nữa. Gọi là tin vào anh ấy thôi chứ anh ấy không gia trưởng. Anh ấy có nói là anh ấy sẵn sàng có thể nấu cơm đợi vợ mình về ăn mà. Không sao chị, đâu còn thời gian mà. Có sao đâu. Anh cảm thấy như thế nào ngay lúc này? Để gặp gỡ được một người tài năng như thế này em thấy rất là hạnh phúc. Họ vẫn nắm tay nhau đấy vẫn chứ. Vẫn nắm tay nhau đấy chứ. Không sao cả. Và hy vọng rằng hai bạn sẽ có thể tìm được hạnh phúc của mình. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Và thật tiếc là vì các bạn chưa may mắn nên chưa có thể nhận được một suất chụp hình cưới trọn gói từ hệ thống của cửa hàng ngày cưới Island. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Dạ. Rồi, mời em. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu lý lịch. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào. Dạ. Chị Cát Tường. Chào bạn. Cũng như là chào bạn chơi cùng. Em tên là Trần Quang Minh. Năm nay em 28 tuổi. Dạ, nghề nghiệp của em thì em làm bên ngành hàng hải. Em là một thủy thủ của tàu biển. Nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Nhưng quê ở đâu?
Dạ, quê em ngoài Bắc nhưng mà em đẻ trong này. À, mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huyền, năm nay em 26 tuổi và em đến từ Thanh Hóa. Nghề nghiệp hiện tại của em là nhân viên kế toán ạ. Xinh quá. Mình đã có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào ạ. Cái gì? 26 dạ. tuổi chưa có mối tình nào? Dạ vâng ạ. Bạn vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào Sài Gòn được 2 năm ạ. 2 năm cũng không có ai luôn? Dạ vâng ạ. Rồi mấy chàng trai xung quanh bộ mù hết hay sao vậy trời? Không ai để ý mình mà mình cũng không để ý ai hay sao? Cũng có nhiều người để ý nhưng mà em hơi khó tính một chút nên em chưa có lựa chọn một bạn trai cho mình. Khó quá, 26 tuổi rồi, khó gì nữa. Bây giờ em không khó nữa. Vậy là chưa được hôn cái nào luôn? Dạ chưa. Chưa thiệt luôn? Dạ chưa ạ. Mình đây ngồi cười trúng chip. Sao vậy Minh? Cười vụ gì Minh? Dạ tại vì em thấy là vụ hung thì cũng thích đó chị ơi. Chị cũng hy vọng là em có được cái nụ hôn đầu đời dành cho bạn nữ nha, cố gắng lên nha. Minh mấy mối tình rồi? Dạ anh ơi, em có một vài mối tình rồi. Vài mối tình rồi? Mối tình sâu sắc vài nhất, dài nhất dài. Là bao lâu? Dạ cái đó thì cũng là rất là lâu rồi anh ạ. Lâu là bao lâu? Như em nhớ là 2 đến 3 năm. Tại cái mùa đông đó thì em còn nhớ, nhưng mà cái năm nào thì em quên rồi. Cái mùa đông đó là cái bạn đó bạn sang Canada, cái bạn cho em ghe. Cái từ đó em rất là lạnh và cô đơn tới bây giờ. Tàu thủy thủ ha. Đi hết nước này nước khác ha, hay sao? Dạ em không có đi nhiều nước đâu anh. Nhưng mà em cũng đi vòng vòng ở ngoài biển vậy thôi. Ừ. Vì lấy vợ rồi cứ bỏ vợ ở nhà mà lên tàu chơi hoài vậy đó hả? Dạ thì anh ơi, em mắc cái bệnh là hơi thích làm việc, cho nên là nhiều khi có ngày nghỉ á, thì em cũng khoái ở trên tàu không chứ không. Trời đất ơi, rồi giờ nếu mà đã hẹn bạn gái thì mình hẹn hò cái giờ nào? Thì hò trên tàu á. Dạ đi thì nếu như mà em rảnh nguyên ngày thì đi nguyên ngày, còn nếu mà rảnh ban đêm buổi tối thì đi buổi tối hoặc ban đêm thì càng tốt. Chơi đâu? Trên tàu hả? Dạ không, ở thành phố anh. Chứ tàu có gì chơi anh. Bạn gái thì sao? Rồi mình giới thiệu những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình chút xíu cho bạn trai nghe. Ưu điểm của em là thứ nhất là hiền lành, vui vẻ, chịu khó, chăm chỉ với chăm sóc gia đình ạ, với nấu ăn ạ. Nhược điểm của em thì chắc là tại vì cái mối quan hệ của em từ khi vào đến giờ thì nó cũng không có nhiều á. Thứ hai là em cũng hơi trầm tính một chút, với lại em cũng hơi khó tính một xíu. Nhưng mà nãy giờ em nghe ảnh nói về cái chuyện là giờ giấc rồi đi chơi hẹn hò vậy đó, một tuần là khoảng 1 đến 2 lần, thì em có anh em cảm thấy như thế nào? Em đồng ý không hay là em thấy ít quá? Em nghĩ là như vậy cũng được rồi, nhưng mà đừng vào các ngày thứ trong tuần ạ. Vậy là phải cuối tuần. Dạ. Đi làm thì buổi tối mình cũng rảnh mà. Rảnh nhưng mà nhiều khi anh không có rảnh thì sao mà đi khuya quá em cũng không thích ạ. Hỏi cho em dạ. Đi được tới mấy giờ? 10 giờ ạ. Ủa em đang ở với ba mẹ hả? Dạ không, em ở với em gái ạ. Ở em gái ai bắt mình 10 giờ về? Nhưng mà em không thích về trễ như vậy. Mình tự quy định là 10 giờ về. Dạ, đôi khi mình về mình còn chuẩn bị cho ngày mai mình đi làm nữa. Dạ. Rất kỹ tính. À, kỹ mình tính muốn... vậy mới giờ mới ngồi đây nè. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì cao từ 1m7 trở lên, mập một chút cũng được ạ. Về tính tình thì điềm đạm, hiền lành, biết yêu thương gia đình, với lại là người có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp. Mình có đặt ra cái mẫu người bạn trai như thế nào không? Nếu mà mẫu người bạn trai lý tưởng thì thôi em nghĩ như bố em cũng được. Em thấy bố em là một người hiền lành, yêu thương vợ con hết mực cả. Em nghĩ như vậy là được rồi ạ. Bố em có làm thủy thủ không? Dạ không. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích ở người bạn trai đó là gia trưởng. Thứ hai là ích kỷ. Bạn trai, bạn có gia trưởng không? Theo em thấy em không có gia trưởng. Còn về cái ích kỷ thì thôi em không có ích kỷ rồi. Bởi vì nếu mà em ích kỷ nữa thì thôi em sống dai chị. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Với em á, em muốn tìm một người cũng biết vuông vén và quan tâm chăm sóc đến gia đình. Quan trọng nhất là phải hiền. Bởi vì em hiền rồi. Nếu như mà người ta giữ á, người ta đè đầu em sợ. Trời ơi, cái gì mà đè trên đầu? Ai mà đè dữ vậy? Ai mà dám? Cô ai mà dám đè? Cô hiền lắm rồi đó. Nghe giọng bây giờ rất là hiền. Nhưng mà anh chỉ lo một điều, vấn đề là cái chỗ là em đi suốt trên tàu vậy, cái thời gian dành cho gia đình, con cái như thế nào đó. Em có vạch ra một cái kế hoạch nào đó khi mà vợ em có con có cái rồi mình sẽ chăm sóc gia đình thế nào không? Giống như vậy á, nhưng mà nếu mà vì gia đình mình á thì đến một mức nào đó thì mình nên stop, mình nên ngừng lại. Chứ nếu mà con vẫn đi thủy thủ là càng thành công lại phải càng đi xa. Dạ. Nhưng mình hiện nay ở với ai? Dạ em hiện nay đang ở với ba má. À ba má, với ai nữa không? Dạ với em gái ạ. Vậy thì để vợ nhà ở chung với ba má cũng đỡ ha.
chứ mà giờ vợ mà ở mình cũng buồn lắm á. Chắc vậy đó. Chắc vậy. Em có đề ra một cái ngoại hình hay một cái thế nào người về, thế nào về phụ nữ của mình không? Em thích cái đẹp mà, nên ngoại hình cứ đẹp là được rồi. Thì nếu mà mẫu thì như Ngọc Trinh đó anh. Là đẹp lắm anh. Ngọc Trinh. Anh em không nói về tính tình, em chỉ nói ngoại hình thôi à. Không, ngoại hình. Dạ. Coi như trắng trắng như Ngọc Trinh vậy dạ, ha. Cứ như mặt bầu bầu trắng trắng như Ngọc Trinh. Dạ. Dạ. Có Ngọc qua kìa. À chị. Ngọc Trinh mới chịu hả? Không. Sao gặp cái mẫu chỉ là mơ vậy thôi chứ. À mơ, chỉ là mơ thôi hả? À, mình có cái tật xấu gì không? Dạ là em ngáy. Mấy người ngủ chung trên tàu nói vậy hả? Giống. Dạ ai ngủ chung tàu. Người ai ngủ chung cũng nói á chị. Em có ghen không? Không, mình không có ghen chị. Không ghen. Không ghen. Vợ đẹp cũng không ghen luôn, mình đi suốt trên tàu dưới đây vợ ở nhà làm gì rồi mình không ghen luôn. Không, tại vì em không sao nhưng mà em hiểu. Thí dụ như mà có cái gì đó nó một chút gì đó lừa dối thì giống như mình cũng cảm nhận được. Rồi, cặp này là theo cơ bản em thấy xứng đôi đó. Mà không biết xứng đôi không? Xứng đôi, xứng đôi. Tôi lo cái vụ đi xa thôi. Thì đơn đó giản vậy. Mình thì chững chạc rồi. Tướng cũng cao ráo, đẹp trai. Vấn đề là lo cái chuyện đi xa thôi. Nghe trên tàu không có nữ là mình cũng yên tâm phần nào rồi đó. Xinh quá. Anh vẫn lo cái chuyện đau đớn là chuyện đi xa đó. Em cũng lo ạ. Em có tính thế nào khi mà em có con rồi, rồi chồng em cứ đi xa miết vậy, rồi mình cách nào đâu? Thì nếu mà gia đình quan tâm mình nữa thì đấy là một cái hạnh phúc rồi anh. Đúng rồi. Dạ. Ở đây anh có ba mẹ nè, rồi có em nữa là có thể chăm sóc được. Vậy là tuyệt vời rồi. Tuyệt vời đúng không? Bên đàn gái cũng được, đàn trai cũng được. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Em đi với lại anh rể em, với lại cô em, với lại các bạn em ạ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Em chào tất cả các khán giả hôm chiều quay. Hôm nay mình đến đây tham gia chương trình để mà động viên cháu Huyền. Mà cô thấy bạn bên kia có giống ba của Huyền không? Tại vì nó là muốn tìm người là cái chuẩn giống như ba đó. Thấy là ngoại hình thì ổn, đẹp trai. Cao to. Ba của Huyền á thì là người rất là nhỏ, nhưng mà về bên gia đình thì ba rất là quan tâm gia đình và chờ thương con. Dạ. Rồi, hôm nay mình đi với ai Minh? Hôm nay em đi với em gái em. Em gái. Với lại một người bạn thân của em nữa. Rồi, chúng ta cho gặp em gái. Rồi, em gái đâu ạ? Dạ, em xin chào chị Cát Tường và chú Huyền Linh. Dạ, em theo em thấy thì chị rất là dễ thương, hiền, rất là hợp với gia đình của mình. Hợp là hợp chỗ nào? À, tại vì em thấy chị rất là hiền. À, vậy dễ thương. Anh trai đi hoài có thể chăm sóc chị dâu được không? Dạ được. Được. Không ăn hiếp chị nghe. Dạ không. Nói vài câu với em làm quen, nhiều khi mai mốt là hai chị em ở nhà chơi chung nhau nhiều hơn chơi với chồng á. Dạ, chào em, hôm nay thì được gặp em ở đây thì chị rất là vui. Rất mong sau chương trình này thì chị em mình có thể giao lưu và nói chuyện ở ngoài nhiều hơn nữa. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bên. Bây giờ mình kéo màn lên để cho hai bạn gặp mặt đi ha. Quan trọng là hai bạn thôi. Nào, kéo màn. Rồi, chúng ta trò chuyện đi. Chào em. Thì hôm nay anh đến đây anh thấy, đầu tiên anh thấy em xinh lắm. Dạ, cảm ơn anh ạ. Tâm hồn anh rất là sáng xuyến. Dạ. Và công việc của anh là nó như thế. Thực sự ra những cái người trong ngành nghề của anh cũng đều mong muốn một cái người phụ nữ á, người ta quan tâm chăm sóc gia đình nè, nhưng mà người ta phải chấp nhận một cái giai đoạn đầu của gia đình nó hơi bị sống xa một tí xíu. Anh có thể cố gắng thu xếp trong thời gian rảnh rỗi một tuần về hai lần được. À, thì thường thường thì anh đi nhiều không ạ? Nếu một tháng à? Thường á anh đi không nhiều đâu em. Dạ, nhưng mà cái công việc của anh thì nó ở xa, nó không ở cho thầy Sài Gòn. Nếu về kế hoạch thì đi chơi thì em yên tâm là anh cũng không có bế tắc đâu. À, có thể là đi chơi là cũng phong phú và đa dạng á em. Dạ, em cảm ơn. Cho nên là mình hẹn hò thì mình đi chơi thì anh nói luôn là anh sẽ rất làm em vui. Dạ. Em thấy sao tà lâm vậy? Không gì rung quá anh chị, trời ơi cái gì người đẹp như vậy. Đi chơi mà phong phú đa dạng là ví dụ là đi đâu, ví dụ làm gì cụ thể thôi. Ví dụ mình đi nói chuyện này, rồi đi dạo này, rồi đi cà phê này, đi ăn uống này, rồi đi xem phim này, đi nó rất nhiều. Đi xa vậy rồi quản lý kinh tế là ai lo, tiền bạc ai giữ?
em có hay giữ tiền không ạ? À? Nếu mà anh cho em giữ thì em giữ ạ. Đầu tiên là mình phải tự giác trước. À, chứ sau đó mà nếu mà thấy phát hiện ra là cũng bắt buộc luôn. Cái đấy là mệt á. Thôi, hết thời gian. Đó, bây giờ mọi người cảm nhận đây là chuyện hết sức là hệ trọng đến cuộc đời của mình. Tôi báo trước là bấm nút là chúng ta phải hôn nhau đó nha. Nụ hôn đầu đời đó nha, suy nghĩ kỹ nha. Nhưng mà nút ở đâu ạ? Tự tìm đi, tìm vợ, tự tìm nút đi. Nút tàu mà còn tìm được mà. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau và hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ không có. Dạ hôn thì thôi. Thiệt chứ sao không thiệt rồi. Không có, tụi em không có hôn đâu. Nhân thì bây giờ anh sẽ hôn ha. Anh sẽ hôn ha. Hôn hả? Mai tài cho chắc ha. Không. Bắt tay nha. Không, không, nắm tay kéo kéo lại gần nó như mới hơi dễ. Rồi, vậy đúng không? Em muốn làm gì em làm. Thôi anh không được đâu. Thôi, đâu mà phải. Đây, đây là những chiếc vé xem phim tặng bạn. Các bạn hôn nhau để kỷ niệm ngày gặp mặt thôi. Chúng tôi cũng không được một cái gì trong đây hết ha. Chúng tôi muốn các bạn kết nối chặt hơn thôi. Đây là chiếc thẻ DCB đến từ Nhật Bản, thẻ thanh toán quốc tế. Các bạn có thể vừa xem phim vừa mua sắm. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Ở đây, hạnh phúc sẽ nhân đôi. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân thì sẽ được một cái suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Rồi, chúc hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. À, xin mời nhà gái. Rồi, chị em mình cùng đông ha. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào em. Bạn nữ bên kia. Em tên là, tên đầy đủ của em là Nguyễn Khắc Tuấn Vũ. À, em sinh năm 1989, em quê ở Bình Thuận. Hiện nay thì em là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Sinh Thanh Việt Nam. Còn em nói đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào em. Chào anh bên kia và chào tất cả mọi người ở trường quay. Em tên là Võ Thị Thanh Lý, năm nay em 26 tuổi. Em được sinh ra và lớn lên tại vùng đất Phú Yên. Hiện tại thì em đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai của mình. Và cũng song song đó thì em cũng là kinh doanh bên bán hàng online ạ. Rồi, mời em trai. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bên đàn gái biết đi. Dạ, thì điểm mạnh của em thì cũng không có cái gì nổi trội. Em thì có cái tính chịu khó, thích làm việc kiếm tiền, thích đi du lịch. Thì còn cái điểm yếu của em là em không có được đẹp trai. Rồi không, em hay quên. Thế thôi đó hả? Dạ. Còn mình thấy mình không đẹp trai nhưng nhiều cô thấy mình đẹp trai thì sao? Đừng lo điều đó. Dạ. Rồi bên đàn gái sao? Em nói đi. Điểm mạnh dạ. Yếu của em nè. Thì điểm mạnh của em thì em năng động hoạt bát trong cái công việc của mình, luôn luôn vui vẻ và hòa đồng cùng với mọi người. Nhưng mà điểm yếu của em thì cũng em hơi có chút run khi mà đứng trên nhiều người á, xong rồi hơi nóng tính, hơi thẳng tính quá nên là đâm ra cái đó cũng là cái điểm yếu của em. Dạ.
Em trai, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì về tình trường thì em thì cũng không có nhiều, chỉ hai mối thôi. Trước đây thì em có một quen một bạn nữ từ thời em còn đi học ở trong này. Rồi. Dạ, cái đó thì cũng thời sinh viên. Qua dạ. Thời đó mối tình thứ hai mới là. Dạ, thì mối tình thứ hai thì em cũng có tình cảm với một cô. Có một thời gian thì em đi làm việc xa, thì tình cảm tụi em thì nó cũng không có còn mặn nồng. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng giống anh Nam bên kia, thì em còn có hai mối tình. Một mối tình từ thời đi học và một mối tình thì em chia tay cách đây cũng được 3 năm rồi. 3 năm rồi? Dạ. Chưa có mối tình tiếp theo nữa? Dạ, chưa. Lý do chia tay? Thì tại tụi em không có quan điểm, tụi em không có hợp nhau á. Xong rồi bạn ấy quay lại người cũ nên là tụi em chia tay. Ồ, vậy dạ. Hả? Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì cái tiêu chuẩn của em nó cũng không có cao gì đâu anh. Em thích ca sĩ Như Quỳnh á. Trời ơi, tiêu chuẩn của em thấp chuẩn à. Yeah. Thì cái tiêu chuẩn của em thì chỉ còn cô ấy là nhỏ nhỏ người, xinh xắn một chút, thì em có cảm giác là em che chở cho cô ấy, vì em cũng cao đó. Yeah. Nói người miền Trung thì càng tốt. Yeah. Đây, người miền Trung đây, gia đình chúng tôi, người Phú Yên đây. Mà bạn thích phụ nữ mình dây hay là mình ống chỉ nào? Dạ, tròn tròn chút cũng được chị Hồng Vân ạ. Tròn tròn là mình ống chỉ đó, chúng tôi dạ. Có luôn. Dạ, vậy là tốt quá. Còn hình mẫu bạn gái? Dạ, thì em không có hình mẫu nào đâu. Em thì chỉ cần bạn nam của em cao trên 1m65 là được rồi. Anh dư sức luôn em ơi. Dạ. 65 được không? Nhưng mà cái điều anh hơi không có được mập lắm, thì em có thích mặt người mập hay người ốm vậy em? Dạ không sao đâu anh, em là chuyên bên tăng cân giảm cân mà, nên anh cứ về với em là được rồi. Đừng có nói chuyện mập. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ để tôi qua tôi coi là gái còn sao nha. Dạ. Sao mà nói tròn với ống chỉ là sao? Mình ống chỉ là tròn tròn. Em dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em không thích tính gia trưởng ở đàn ông. Gia trưởng hả? Dạ. Có gia trưởng không trai? Dạ không, em tuyệt đối không luôn. Dạ. Rồi em không thích gì nữa? Móng tay sao? Tóc tay thì em nghĩ là không đừng nên không, em nghĩ là đừng nên hói quá. Né hói đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Tóc cỡ anh Linh được không? Dạ cỡ anh Linh cũng được. Anh Linh đâu có hói đâu đúng không? Dạ chị đúng rồi. Chỉ tóc thí dụ so với như có người thôi. Ít hơn thì sao? Cái đó là cái trường hợp đặc biệt á. Quan trọng người ta có yêu thương mình hay không, người ta có chăm sóc, người ta có quan tâm mình hay không. Còn hói hiếc là đừng bao giờ nói cái chuyện đó. Cái đó là về gọi là tâm sinh lý của một con người rồi, không thể thay đổi được nghe không? Dạ. Dạ bà mối có xem mắt đàn trai không? Dạ. Chưa thấy đàn gái, đàn trai tôi chịu rồi đó. Sao chịu được hả? Anh? Ừ, được. Chịu không? Hợp lý đó. Dạ dạ. Dạ cảm ơn anh. Cái cô kia là cô có dạ, tên chào, là chị Lương Hồng Vân. Em mình dung bằng nữ bên đây thì sao cưng? Em nghĩ là chắc cô ấy dáng người nhỏ nhỏ. Dạ. Da dẻ làm sao? Da dẻ chắc là xinh xắn không? Da dẻ chắc là da ngăm ngăm ha. Người miền Trung trắng tươi. Yeah. Trắng như bông bưởi. Vậy hả chị? Tuổi của em là 31 rồi đúng không? Dạ đúng rồi. 31 rồi là sẵn sàng cho một cái cuộc hôn nhân. Dạ em rất là nghiêm túc trong cái chuyện này. Nghiêm túc trong cuộc hôn nhân đúng không? Dạ. Rồi bây giờ ví dụ như lấy vợ thì vợ sẽ về đâu? Có đầy đủ cơ sở vật chất để lấy vợ chưa? Nhà cửa thì ngoài ấy thì em vẫn có đầy đủ. Tức là ngoài quê thì nhà cửa cũng đấy. Nhưng mà ở đây hiện giờ em đang làm việc ở đây mà đúng dạ, không? Dạ đúng em đang làm. Em ở nhà trọ. Dạ dạ. Rồi hôm nay em đi với ai ạ? À, em đi với mẹ em và hai người bạn thân của em ạ. Chào cô. Dạ. Chào chú Quyền Linh. Chào cô Hồng Quang. Dạ. Tôi mẹ có Nguyễn Khắc Tấn Vũ ở Phan Thiết vô 5 giờ sáng. Tôi cũng tham gia chương trình này. Thấy bạn muốn hẹn hò cũng coi lâu rồi. Nhưng mà Vũ thì kết 5-6 năm nay đi làm xa không có thời gian để tìm bạn. Tôi cũng có nói con tìm bạn gái, mẹ coi chương trình bạn muốn hẹn hò, mẹ cũng thấy hay, cũng có ý nghĩa. Thôi con tham gia chương trình coi có tìm vợ được không? Thấy cháu cũng dễ thương. Nếu mà con thật lòng mà giữa con trai cô thì con trai cô nó cũng chịu thương chịu khó lắm, cũng không rượu không nhậu không nhạc không hút thuốc gì hết đấy. Dạ rồi cảm ơn rồi, cô. Cảm ơn mẹ. Dạ cảm ơn chị. Dạ, anh em đi với ai? Dạ em đi với hai bé đồng nghiệp chung công ty ạ. Rồi chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Với em thấy thì anh bên này cũng cao cũng đẹp trai, thế là về nói chuyện cũng vui vẻ rồi để thoát ế cho mình. Nên hai người nên tạo cơ hội cho nhau tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì thôi hai bạn gặp nhau đi ha. Mở rào. Chào em. Dạ, chào anh. Rồi, đây anh tặng cho em một cái thỏi son ha. Anh mong dạ. Em là lúc nào ra ngoài
hoặc đi với anh cũng luôn rạng rỡ và xinh đẹp ha. Dạ, đó. Em cảm ơn anh. Dạ. Thì em cũng có một cái món quà đáp lại, đó là cái chậu sen đá. Thì nó cũng tượng trưng giống như là em vậy á. À, bên ngoài tuy có một chút mềm yếu nhưng mà bên trong nó luôn có một sức sống rất là mãnh liệt. Thì em cũng mong anh sẽ chăm sóc cẩn thận nó và yêu thương nó. Rồi, anh sẽ luôn giữ món quà này. À, nếu như mà hẹn hò thì em rảnh giờ nào? Dạ em thì rảnh thứ bảy chủ nhật anh. À thứ bảy chủ nhật hả? Thứ bảy chủ nhật thì anh cũng rảnh, tại vì anh làm thì từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Nếu mà được thì thứ bảy chủ nhật này em về quê anh chơi luôn đi, anh chở em về sau khi tắm biển ha. Dạ. Em có câu hỏi gì vậy anh không? Em thì muốn hỏi anh là nhà anh thì có khoảng bao nhiêu người ạ? À, nhà anh thì cũng không có đông người, cũng đơn chiếc, có mình mẹ và em trai anh và anh. Dạ. À, nếu mà em với anh quen nhau á thì không biết là mình có cần phải là làm dâu ở nhà luôn không, hay là mình chỉ cần mình lập nghiệp ở một nơi nào đó mà mình cần để phát triển được á. Nhà thì cũng có mình mẹ thôi, cũng đâu có làm dâu gì đâu em. Thì nếu mà em muốn lập nghiệp ở đây thì cũng không phải làm dâu. Mà nếu mà về ngồi đó thì anh cũng có thể lo cho em công việc, cũng ở riêng thôi chứ cũng không có làm dâu gì đâu. Mà em có thích làm dâu không? Dạ thì em vẫn thích ở gần mẹ chồng, chứ còn mà ở chung mẹ chồng thì em mong là ở gần nhau á thì mình dễ vun đắp hơn. Còn ở chung nhiều khi có những chuyện mà mình khó nói á, xong rồi thì đâm ra mẹ con có thể không được vui. Về cái điểm này thì anh cũng hiểu, thì đa số là phụ nữ thì đều nghĩ như vậy. Nhưng mà cũng tùy thôi em, tại nhiều khi có mẹ ở bên cạnh cũng đỡ lắm. Lỡ mà mình có con hay thì có mẹ mình cũng ra vô chăm sóc thì cũng đỡ lắm em. Rồi bây giờ thì nếu như mà được thì em tính khi nào mà hai bên bước tới được? Em thì gia đình em cũng mong em có người bên cạnh đó, nên là nếu mà được thì em cũng mong là trong năm nay thì mình bước tới là được. Thì nếu mà được thì anh cũng tính là cuối năm nay. Cuối năm nay thì mình có thể tiến tới được. Thì em thấy anh sao? Được không? Có được như tiêu chuẩn của em yêu cầu không? Dạ, mọi thứ em thấy đều được. Chỉ có cái tóc của mình thì em nghĩ cái răng cái tóc thì là gốc con người. Về cái gì chứ thì nếu mà họ có thể thay đổi được mà. Cái tóc thiệt tình luôn mấy cô này. Tóc bây giờ đi cấy mấy hồi. Đúng rồi. Quan trọng là mình kiếm tiền lo cho tương lai thôi. Hai đứa có món quà gì về tinh thần cho nhau không? Hát hò được. Rồi, em có một cái chuẩn bị một cái bài hát. Thì tối qua em ngồi em viết luôn á chị Hồng Vân, em đâu có thuộc đâu, em phải viết ra tờ giấy. Đâu em hát. Em hát bài ha, em thích hát nhạc nhẹ nhẹ, nhạc quê hương, nhạc bolero rồi, em hát bài cây đàn bỏ quên. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn tình tan. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Tình tan. Dạ, em hát một đoạn thôi ha. Hay đấy. Dạ, giá như anh em thuộc nữa đó. Dạ, biết lấy hơi bị ghê á. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ chúng ta còn khoảng 30 giây nữa, bạn trai và bạn gái sẽ nói lên những cái gì mình suy nghĩ về người đối diện. Thì anh cũng xác định là anh đến đây để tìm một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến xa hơn. Vì là mình cũng đã đến một cái thời điểm chín mùi để mà nghĩ đến một cái tổ ấm cho riêng mình. Thì mà em hiểu, mình cho nhau một cơ hội để đi đến với nhau. Em cũng đúng là đến với chương trình này thì em mục đích của em cũng là để kiếm cái người bên cạnh của mình. Em muốn gặp thử cái sự rung động, thử trái tim của mình có thể rung động thêm một lần nào nữa không á. Rồi, hết thời gian. Nào, hãy để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình thật sự có rung động hay chưa. Nếu trái tim mình rung động, mình bấm. Bắt đầu nè. 3, 2, 1. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ, em nghĩ là tại vì trái tim em nó thật sự chưa có rung động mấy. Em nghĩ sau chương trình thì mình có thể tìm hiểu nhau để biết nhau hơn thì sẽ tốt hơn là nếu mà bây giờ em tạo sự cơ hội đầu tiên cho ảnh. Thôi, nói dù sao thì ta đã có duyên gặp nhau ha. Dạ. Anh em bắt tay nhau một cái đi. Dạ rồi. Anh cũng chúc em sớm tìm được cái người bạn đời của mình ha. Dạ, sớm tìm được hạnh phúc. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity.
đó là một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Chương trình cũng chúc là hai bạn sẽ mau tìm được nửa của mình nha. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Bây giờ thì em trai giới thiệu cho bên đàn gái nghe luôn nha. Nó lớn lên, bắt đầu. Em chào anh Kiến Đình. Chào em chào chị Hồng Vân. Chào, chào bạn gái bên kia. Chào khán giả. Rồi em tên là Nguyễn Văn Trọng, năm nay em 43 tuổi ạ. Em đến từ Đắk Nông, quê quán em ở Hải Dương. Em sinh sống đã hai mấy năm ở Đắk Nông rồi. Đắk Nông. Em bây giờ là đang làm nông thôi, trồng cà phê tiêu với lại cây ăn trái. Lúc rảnh thì em đi xây nhà cho người ta. Ủa em ơi, em là chủ vườn trái cây hả? Dạ không ạ, em chỉ có hai mẫu để làm thôi, với lại có một cái nhà bây giờ em đang ở một mình ạ. Nói mà giật mình, em có gì em chỉ có hai mẫu thôi. Em làm nhà tốt rồi. Thế còn em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào anh bạn nam bên kia, em chào khán giả. Em tên là Mai Thị Kim Loan, em sinh năm 1979. Em sống ở đâu? Dạ em đang sống và làm việc ở Bình Dương, quê em ở Đà Nẵng. Mà gia đình em vô đây rồi, ba mẹ em vô đây luôn. Ồ, vậy hả? Bình Dương lên Bình Phước, Bình Phước qua Đắk Nông. Dạ. Cũng em sao? Đi xe máy lên đây 5 tiếng anh. Quá dữ luôn. Lần trước em đi sáng tối em về. Lần này đi với em gái. Em gái, những cái điểm mạnh điểm yếu của em coi. Dạ điểm mạnh của em thì em sống tự lập, đặc biệt là em kỹ tính, sạch sẽ gọn gàng. Và em cũng thích ca hát nữa. Còn điểm yếu thì em hơi nóng tính và em sống nội tâm. Nếu ca hát sống nội tâm đâu có phải điểm yếu đâu. Còn em sao em ơi, em trai? Dạ vâng ạ, em thì người của gia đình, chịu khó, cầu tiến. Điều gì em cũng có thể làm được, nhưng mà chỉ làm của nhà mình thôi. Bởi vì em không qua trường lớp nào cả. Điểm mạnh của em là chịu khó học hỏi, làm. Nhược điểm của em thì nói chung là sợ nhất là phụ nữ khóc, là em hay mềm lòng. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng đã đổ vỡ một lần rồi. Vợ em là đi theo con giáp thứ 13 rồi. Tại em là gọi là mãi làm ăn quá. Thế cho nên là cái thời gian mà để cho gia đình nó không nhiều. Thế nhưng là cô ấy thì không nghĩ như vậy. Bởi vì là mình là tất cả là vì lo cho gia đình thôi. Bởi vì bây giờ em cũng đứng tuổi rồi. Thế nhưng mà người phụ nữ của mình thì không hiểu được cho mình. Không phải không hiểu đâu, mình cũng phải hiểu cho phụ nữ. Bởi vì có chồng mà chồng cứ đi suốt như thế, không ai chăm lo hết. Đôi khi người ta cũng cô đơn ha. Thôi mình không trách. Không, em thì ở nhà thôi chứ không đi đâu cả. Thế nhưng có cái là em cũng lãng mạn lắm chứ không phải là không. Thế nhưng mà nó tình yêu sẽ tánh mà. Cái chuyện đấy thì rồi, mình khó nói với người ta lắm. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Dạ. Em có gia đình có con chưa? Dạ em ba cháu rồi ạ. Lớn nhất là 21 rồi, cháu đã xây dựng gia đình rồi. Bây giờ nhỏ nhất là nhiêu? Nhỏ nhất là 13. Rồi mấy cháu ở với ai? Thì bây giờ một cháu là lấy chồng rồi. Còn thì hai cháu thì một cháu 19 tuổi rồi thì cũng vào Sài Gòn này làm rồi. Thế còn một cháu thì đang học lớp 7 thì ở với mẹ. Dạ, thì em cất dưỡng hàng tháng. Rồi. Còn em thì sao em? Em mới mới tình rồi. Em thì em lập gia đình năm 2002. Và qua năm 2006 là ông xã em bị tai nạn giao thông mất. Rồi em ở như vậy là 15 năm em làm nuôi con. 15 năm ở như vậy nuôi con. Như vậy là con năm nay là nhiêu? Dạ con em năm nay 16 tuổi. 16 tuổi rồi. Trai hay gái em? Dạ con gái anh ơi. Là hai mẹ con bây giờ đang sống với nhau? Dạ
Hiện giờ em sống với ba mẹ em, còn con em thì đi học ngoài Đà Nẵng. Nhưng mà sao em gái ở đây 15 năm rồi hả? Đúng không? Dạ. Em chào anh. À, tại sao vậy? Tại vì em lo làm để nuôi con, với lại em nghĩ con em con gái nữa, cho nên em không có cái suy nghĩ là mình sẽ bước nữa. Nhưng mà bây giờ con em nó lớn, nó đi học rồi, nó đi học xa rồi, cho nên là em biết mới nghĩ tới. Anh cảm giác rằng anh ở đây cũng là chân thành ha. Hai người thì cũng một lần đổ vỡ lỡ chuyến đò rồi. Có đồng ý về Đắk Nông không? Khi tham gia chương trình em cũng có nói rồi, thì đi đâu em cũng đi được. Em nghĩ cái người bạn đời của em, một nửa còn lại của em ấy, phải như thế nào? Người mẫu mà em thần tượng là anh Quyền Linh. Chắc là vì anh Quyền Linh mà em mới tham gia chương trình này đúng không? Dạ, em cũng hâm mộ hai anh chị lắm. Thấy anh Quyền Linh ảnh mộc mạc, đơn sơ, giản dị, hài hước, vui tính, mà một người đàn ông của gia đình nữa nên em rất là thích. Cảm ơn em. Anh cũng mộc mạc lắm nha Vy. Anh mộc mạc lắm á. Nhưng mà không đẹp trai mà anh Tuyền Ninh. Không, hay không em có thể chúc mừng anh nhiều. Anh đẹp trai. Anh giờ không có đẹp trai, anh mà thuộc trai mặt luôn rồi. Anh mà thuộc trai mặt luôn rồi. Có nghĩ là nếu như em hợp với ảnh thì là em có nghĩ về cái vấn đề con chung không? Em nghĩ là em cũng có con rồi, anh cũng có con rồi, mà hai người đã lớn tuổi rồi thì cũng không nên sinh nữa. Chứ bây giờ tuổi lớn rồi mà mình, nói chung thời gian qua em cũng cực khổ rất là nhiều. Bây giờ em chỉ muốn là mình được hưởng thụ thôi, chứ không muốn để mà bây giờ mà sanh con rồi ôm con nhỏ nữa, rồi nó nói chung nó cực lắm. Em có nghe? Dạ, chào chị. Thì bây giờ em nghĩ sao? Cái vấn đề con cái giữa hai người thì cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là hai người. Hôm nay em đi với ai ạ? Dạ, em đi với em họ em. Em xin tự giới thiệu, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Ninh. Và em xin chào ban biên tập chương trình của Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là tên là Nguyễn Thị Hương, em là em họ của anh Trọng. Và anh em thì đến từ miền đất của Đắk Nông. Dạ, anh em xuống đến đây từ lúc, đi từ nhà từ lúc hơn 3 giờ cơ. Xuống đến đây là 10 giờ sáng. Anh của em thì nói chung là một con người thì chân chất thật thà. Cũng rất vui khi được gặp chị. Và em cũng rất vui là khi có thể anh chị tiến tới được xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai vậy? Em đi với ba mẹ, với là em trai, với em dâu. Wow. Chào, chào bố, chào mẹ. Chào MC Quyền Linh. Chào MC Hồng Vân. Nói về vấn đề về bản thân anh đã trình bày thì ở Đắk Nông là một cái địa phận mà nó nằm ở Bình Phước. Thì nhà chúng tôi ở Bình Dương thì nó cũng không có xa xôi mấy. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện kinh tế thì anh trình bày là cũng đã ổn. Và nhìn qua thì cái gương mặt anh thì cũng sáng sủa. Đối với tôi thì tôi cũng thấy cũng rất là, cũng coi như là làm được đấy. Ưng bụng đó, ưng bụng. Dạ. Bụng đấy. Hay quá. Cho kéo rào đi, để rồi, họ nôn nao quá kìa. Bây giờ mình mở rào. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Món quà em tặng thì ý nghĩa món quà là em muốn người đàn ông đi bên em lúc nào cũng được chỉnh chu và tinh tế. Bây giờ hai bạn đều là ca hát với nhau hết. Từ gặp gỡ đầu tiên mình văn nghệ đi cho nó thoải mái đi. Đi cho nó. Rồi để cho nó có tinh thần rồi. Em gái hát luôn, em gái hát luôn. Bài hát này nó hơi buồn nhưng mà tại em thích, anh thông cảm nha. Em hát thì bài nào anh cũng thích hết đấy. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối vỡ tan. Sở thích của em thì như thế nào? Em hả? Em thích nhiều lắm. Thích nhiều lắm. Thì em cho một cái cụ thể xem anh xem nghe thế nào. Thì em thích là thích ăn nè, thích ngủ và thích làm. Thích đi du lịch. À vậy hả? Thế thì thích tập thể thao nhưng mà em làm con mình, em làm biến tập. Thế thì những cái đó là hợp mà anh, hầu như là những lời em nói là trong anh có hết rồi đấy. Anh thích đi sáng dậy đi tập thể dục, đi bộ một mình, nó tự do hơn. Thì sáng nào anh cũng đi tập thể dục à? Anh mong rằng là sau này em chưa có biết tập thể dục. Đó, đứng dậy tập cho bạn gái tập thể dục thử coi sao.
Thì sau này anh em đứng lên em đi tập thể dục được không? Thì em chỉ đứng tại chỗ chứ em không có đi. Đứng tại chỗ thôi mà. Thì đi thôi có gì đâu. Ủa không tập thế nào đó, thở gì đó. Em hả? Hít đất hay gì? Em thì thường thường là chạy bộ, thế xong là về em hít đất. Rồi em làm cho cô coi em thấy khỏe mạnh không? Anh làm thử nha. Rồi. Khỏe đó. Anh hít hai cái là nằm luôn á. Rồi này dư khả năng lấy vợ nữa rồi trời dư, ơi. Dư. Rồi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Thôi. Được rồi, khỏe. Con đẻ được, khỏe. Nói chung là mình mất mát nhiều rồi, mình sẽ bù đắp cho nhau được không? Mình bấm nút nha. Hết thời gian. Hãy quyết định trong 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Em xin lỗi. Không sao. Có thể sau 15 năm trái tim ấy gần như đóng tất cả lại. Anh nghĩ rằng chỉ cần một giọt mưa, chỉ cần một sự ấm áp nào đó, trái tim nó mở cửa ra. Rất tiếc, anh rất tiếc. Không sao anh. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Xin mời bên đàn gái. Chào cưng, ngồi đi cưng. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi, mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, em. Chị Hồng Vân, bạn gái phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi. Mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ạ. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì à, Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt của mình hơi đỏ. Là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bằng Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. À vậy hả? Hai người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sở đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Và hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Không hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay thì sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Chứ dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi. Đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi. Cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng.
Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ đó là cái nhút nhát trước đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trước đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Thôi là... đâu, nhút nhát thì em hát. Em hát tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ vâng. Rồi thì... đáp lại bằng gái luôn, hát câu đó nào. Và đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Rồi em sao? Rồi lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ thuở học sinh. 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng lập bên gia đình, nên là hai người cũng... Rồi thôi, bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi, sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Thì anh ở ngại, đây thôi mà. Anh có ngại xa không anh ơi? Đó thì anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu. Nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi, chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn rồi hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh? Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định ăn em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Vùng Mỹ. À, không gì cũng không xa cách mấy đâu. Dạ. Rồi, bạn nam. Dạ thì bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dạ, và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm nữa. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm. Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả 1 tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới, nên là thôi em cũng rút lui. Tức là người ta đi trước mình một bước đúng không? Dạ vâng. À, em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng, đầu không hói. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh. Anh bên kia có hút thuốc không ạ? Hút không? Anh không. Cao bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em nhìn anh coi có quăng không? Trời, không tóc anh đẹp lắm anh. Có hói không? Dạ không hói luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? Đầu có chút chút chuẩn bị có hơi hướng hói. Dạ anh chị ạ. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói, không. Nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây thì sao? Em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, rất chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả, bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Nói như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi. Thứ hai đó là lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em chính thị lắm anh. Mình rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè. Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi, em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ hết trơn.
Bừa bộn, thôi nói chuyện bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi. Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy bởi đàn trai tôi chịu đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Về tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với dạ, ai? Hôm nay em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa cô? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức thì gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh. Trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì không cảm biết, ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận nè, cảm nhận á là đây là một người phụ nữ rất là hiền, sang nhân trọng, ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng đó. Rồi. Bây giờ mình dạ. Hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ. Và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ, em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ, công việc ổn định ạ. Dạ, còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời, tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi hả cô? Thôi bây giờ mở rào đi ha. Mở rào đi nha. Mở rào. Chào em. Đây, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà... Em cũng có quà để tặng anh. Vui quà dạ, đi, quà, cho hả? Có một cái sự liên kết coi nè, dạ. Coi như là ý nghĩa đây, của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này, nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ, chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em nha. Dạ. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher chị trâu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Đó, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này em tặng bạn một cái đèn ngủ. Một cái đèn ngủ khá là cute. Đâu cầm lên coi em. Cầm lên coi, cầm nhìn xem mọi người coi nào. Anh muốn cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ đúng. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng làm sao, ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhau cứ giải thoát ế không. Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm. Mời những ai. Liền luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương. Nhìn năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy, cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc của em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả. Nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào... Thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian. Miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì cái đấy là cái em cứ định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai luôn hay sao? Anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn.
đâu có đâu, thấy bình thường mà. Đấu Thủ Đức với lại gần hơn dạ. ông sát bên gần sát luôn ạ. Bên mà. Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu, cứ để đó anh lo rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn á, nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hả? Hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Nếu mà sau này ví dụ có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm nhưng dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ, thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh tại có vì... chứ. Nếu mà không đến một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét lăng nhăng. Ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì nghĩ đó là, nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được. Có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi coi có ghen không? Dạ. Thấy cái mồi này dạ. Có bộ ghen à nghe. Ghen à? Dạ, em không có ghen đâu chị. Em rất là thoải mái, không có ghen. Nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi. Chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra. Đúng rồi, giờ cái kim nó bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành. Muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Hai chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình. Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Vâng, thì thưa cô chú thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này thì con cảm thấy rất là có duyên với nhau. Và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái, có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, em chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo cái sự mối quan hệ hòa hợp với nhau, tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam phải có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của anh. Chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Thấy chưa? Chưa hôn. Thôi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái. Sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi. Hôn kêu luôn. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền. Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Một lần nữa thì chúc các bạn hạnh phúc. Chúc các bạn sớm
thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Chiều bạn gái đi đi, đúng rồi. Mời bạn nam. Ai. Rồi, mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỷ đó em. Rồi, thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ kho luôn. Nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Út út hết luôn hay là còn út nữa? Dạ còn út nữa. Trời ơi. Em là út nhất, còn út nhì là út hết. Thường dưới quê hay có nhiều út lắm. Út nhất, út thêm, út nữa, út bét, út chó. Là em út nhì, còn út ở nhà là út ngót anh. Út ngót nữa. Ngót dạ. Trời ơi, thấy mót có tên út lòi nữa. Tức là mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đâm đâm một chút. Em có cái tật xấu gì không? À, dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó. Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không, mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi. Dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ. Bạn Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em là nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình, anh sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ. Tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, cưng ghê. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Anh 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có 2 mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian, cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mà mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sát. Dạ em chào chị Hồng Vân. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không? Hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng, có trắng không chị? Em nói trắng lắm. To cao. To cao, không hói. Yên tâm trời quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đoán. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á, ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Hiểu như chị. Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. Nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động. Dạ. Có duyên, dễ thương. Nhưng mà
Dạ em chào anh. À, chào anh gái. Bên nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy ta? Không phải ế, chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân ta đi học là ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Sợ sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Hỏi những cái câu đó sao trả lời với tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Mà cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Ừ. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi cái chuyện đó mình không hói. Hói không là do tính tình của người phụ nữ. À, em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. À, chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ gì hết. Tới giờ mẹ cứ suối qua kêu con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong trong công ty thì nó không có đường ăn. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không đúng phải là nhút nhát, cũng đó không là, phải là gì mà là... hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Còn vậy thì... là có hai em gái hả? Em gái mẹ. Của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ, hiện tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em đi có gia đình rồi, cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị, cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ, kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây thì sao? Dạ, thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh tại không vì... biết, anh không biết nhậu em ơi. Dạ, tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu dạ. được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em. Rồi, bây giờ anh trai, anh đi với ai? Dạ, em đi với em gái họ với người bạn. À, rồi, em gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân à. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân, hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Chào em. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, yeah. Rồi cảm ơn anh ạ. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau, từng đêm một từng ngày. Dạ. Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi. Thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch. Thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn. Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Có tiện cả đôi đường không?
Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Ngay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên rồi. Mình trả em hiếu có ở đâu mẹ. Em cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì cũng khó tin. Nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á, thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh. Chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á, thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không? Anh cứ nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc và để hiểu nhau, nhau rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Em thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ. Bolero thích không? Dạ có. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi. Dạ bolero em ơi, thì em hát đêm làm bài ngay và liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Vậy anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Rồi. Rồi, rồi. Mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào. Cái nụ hôn đầu tiên. Cậu bên tôi đó nghe. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó, đầu đời luôn đó nghe. Mọc ốc không? Không? Mọc ốc không? Có trúng không Út? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Út này thiệt tình lại không trúng đâu mà Út. Út lo kỳ quá, Út lo kỳ quá. Đó. Không rồi. Chứng kiến rồi trúng. Nó phải trúng. Dạ. Đúng chưa? Dạ rồi rồi. Hả? Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Đúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitareri. Vitareri tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền. Vitarari trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Kinh quá à. Nửa đám cưới nhớ mời tôi nha. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Tình quá. Rồi, sao giao lưu nè? Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào bạn nữ, cùng toàn thể quý vị khán giả.
Em tên là Trần Văn Thoại, 31 tuổi, em đến từ Bình Phước. Nghề nghiệp của em là làm nghiên cứu sốt rét tại Bình Phước. Gia đình em là quê Nam Định, vô Bình Phước sống. Mời bên đàn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Thanh, năm nay em 24 tuổi và em đang là giáo viên mầm non. Quê gốc của em thì cũng ở Nam Định, nhà em hiện tại thì ở Đắk Lắk. Còn em thì sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh thì quê ở Nam Định nhưng mà ba mẹ thì sinh anh ở trong Đắk Lắk. Anh lớn lên ở Bình Phước, bôn ba chỗ này chỗ kia rồi. Giờ lại chạy tới xuống Sài Gòn tìm người yêu nữa. Nó sẽ thường quá, bôn ba tùm lum hết trơn luôn. Hãy nói cho chúng tôi biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái đi. À, ưu điểm của em á, có lẽ là em là một người khá là mạnh mẽ. Em cũng biết nấu ăn. Cái khuyết điểm của em chắc cũng có lẽ là cái mạnh mẽ này luôn á. Tại vì em mạnh mẽ quá, cái gì em cũng không sợ cái gì hết. Nên là có thể là bên đàn trai sẽ cảm thấy là không có cái kiểu bảo vệ á chị. Là em đang tìm kiếm một cái người mà có thể khiến cái bớt cái sự mạnh mẽ của em lại á. Rồi. Em á, em có thấy mạnh và cái điểm yếu, điểm mạnh nào không? Dạ, điểm mạnh của em á thì dễ tiếp xúc với mọi người xung quanh, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Biết nấu ăn một ít, biết hát nhạc bolero một ít. Em có biết make up một xíu nữa. Bạn nữ mà có đi tiệc thì em có thể giúp được. Ê cha, con trai mà biết make up hả? Thôi mệt là nha. Em biết make up cho người khác. Không, em thích điều này đấy ạ. Tại vì em lười make up đúng không? Rồi có gì có người bạn làm cho mình đúng không? Dạ. Để chị kiểm tra cái đã. Make up cho bao nhiêu người rồi? Bạn à, bạn đi tiệc tùng là tới nhờ làm giùm. Mà giống như là em thấy là make up kiểu đó nó không có hợp với cái khuôn mặt như vậy. Hay là đấy thì mình có thể chỉnh sửa một xíu rồi. Thôi, nói chung là make up là có một số vấn đề không về trang điểm đó mà. Đó, đó đúng rồi đó, anh Linh đúng Thành rồi đó. Thành ra là cũng hơi nhạy cảm về một số trang điểm đó mà. Không, vậy là anh Linh nghi ngờ cái giới tính của em đúng không? Nhưng mà trái thẳng 100%. Vậy thì mình phải chứng minh. Đó, mình lên mình... Đó, mình lên mình nhẹ, khỉa nhẹ mấy cái nè. Make up là cái tay nào cầm cọ đó. Hai tay. Ngồi xuống. Ở nhà. Hai tay. Em có cái vấn đề ở bên tay một chút xíu nên là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi qua. Được. Vậy đó giờ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất em quen năm 2014, cho tới năm 2016 thì em chia tay. Gia đình không có. Em quen chị đó lớn tuổi hơn em, đẹp lắm. Dạ. Em bị chết vì cái đẹp hay sao á? À, lớn hơn mấy tuổi cưng? Dạ hơn 3 tuổi. Hơn 3 tuổi. Dạ. Mà gia đình không chấp nhận tại lớn hơn em. Dạ. Mà giờ đẹp lắm, vậy là chia tay trong ngậm ngùi tiếc nuối chứ đâu muốn chia tay, bị gia đình cấm cản đúng không? Ví dụ bây giờ cái cô tình cũ đi, cổ quay lại xong cổ năn nỉ ý ôi hay là bằng mọi cách níu kéo rồi mình chịu không? Em cũng lớn tuổi rồi, em cũng muốn xác định kiếm một người vợ nào đó cho mình rồi cho ba mẹ rồi cho tất cả mọi người xung quanh nữa. Ủa, vợ gì mà cho nhiều người về anh? Ý là kiếm vợ mà cho tất cả mọi người xung quanh là sao ta? Vợ em mà cứng. Ý là không có ý của em, mình sống chết rồi, không em có vì bản thân mình mà phải sống vì mọi người xung quanh nữa. Đó, ý của em là như vậy. Vậy thì hình mẫu cụ thể của em là gì? Cao khoảng 1m6, tóc dài ngang lưng, da trắng, xinh xắn. Nãy giờ những tiêu chuẩn mà em đề ra là bên em chị dư rồi đó. Nhưng mà chị vẫn còn hết sức là lăng tăng cái vụ người cũ. Bởi vì sao? Người cũ hoài. Bởi vì người cũ mà người lớn tuổi nữa. Bây giờ những người ta nói gừng càng già càng cay mà. Nhưng sợ mà bị tấn công nữa. Nhưng mà em dứt khoát rồi chị. Em bây giờ trả lời dứt khoát để bà mối bà làm khó hoài. Dứt khoát không quen ai hết. Em dứt khoát không quen ai hết. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Trời nha. Ơi. Em, chị thấy nãy giờ chị qua đó hù té là thấy ổn rồi đó. Dạ ổn, em cảm ơn chị. Nhưng mà anh nói nha, đừng bao giờ nhắc đến chuyện người yêu cũ nữa. Trời hay trời đừng... sao đẹp dữ trời. Thấy chưa? Dễ thương. Đó, bởi vì em mới có quyền làm khó chứ. Bên kia là công chúa và bên đây cũng hoàng tử à. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Ở dơ. Không, nghiên cứu sốc rét không ở dơ. Bây giờ nếu như đàn trai mà thấy em là chịu rồi đó,
Thì khoảng bao lâu thì em cho bước tới? Tùy, có thể là năm hoặc hơn năm ạ. Năm hơn nếu năm. Mà thích quá thì mấy tháng cũng được ạ. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ em đang thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp là quê hương thứ N của em. Khi mà em từ Bình Phước em xuống Sài Gòn học em ở Gò Vấp 5 năm. Trời ơi. Vấn đề chỗ nè, cái khoảng cách quá xa. Dạ. Tức là Bình Phước và Gò Vấp em tính sao? Em sẽ cố gắng sắp xếp một tuần không xuống được thì 2 tuần. Còn 2 tuần xuống được 3 tuần. Còn 2 tuần không xuống được 1 tuần thì xuống 2 lần. Ý là em... Rồi em có nghĩ là ví dụ như hai người yêu nhau thì bây giờ mình sẽ lựa chọn một trong hai người phải chuyển công tác về gần nhau. Ừ. Đúng không? Vậy dạ. Thì ai chuyển? Cái công việc hiện tại của em á, thì em làm cho tổ chức nghiên cứu của nước ngoài á, làm ký hợp đồng. Thì ví dụ như công việc mà nó hết cái hợp đồng đó có thể chuyển em đi chỗ khác làm việc theo cái mong muốn của em. Nếu mà em muốn làm thì em đi, còn em không muốn làm thì em sẽ nghỉ. Nói rõ ràng, nói quan điểm rõ ràng. Đúng. Tức là em có thể thay đổi theo ý kiến của vợ em. Nếu như em thương yêu vợ em, nếu như tình yêu đủ thăng hoa, đúng không? Dạ. Có thể thay đổi đúng không? Dạ. Có thể thay đổi vì nhau. Ừ. Rồi, thôi bây giờ mình qua hỏi gia đình đi. Đúng rồi. Hôm nay em đi kết với quá. Ai hả? Anh họ và chị họ của em. Em đi với anh họ, chị họ. Dạ, chào anh họ, chị họ. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Lâm Thư và toàn bộ khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, thì chào anh đầu tiên thì mình thấy bạn nam thì có vẻ là bề ngoài khá là nam tính. Ok, cái này thì có thể hợp với em và em của mình. Về cách ăn nói thì có thể là có là rất là chỉnh chu. Công việc thì cũng khá là ổn định. Khoảng cách giữa hai bạn nó là khá xa. Nên hai bạn có thể sắp xếp được đến với nhau thì rất là tốt. Còn về phần em gái của mình thì nó là rất là hiếu thảo, biết quan tâm gia đình và rất mong hai em có thể là bấm nút và tìm hiểu khám phá nhau. Rồi, cảm ơn anh họ. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với này chị hai của em. Em xin kính chào anh Quyền Ninh, chị Nam Thư và toàn thể khán giả trong trường quay. Em là chị gái của Thoại. Em trai em là tính cách của bạn ấy thì là cũng gọn gàng, ngăn nắp. Nói chung là cũng hơi khó tính một tí. Ở nhà thì cũng biết phụ giúp cho gia đình. Nói chung là em thấy bạn gái bên này thì cũng rất là dễ thương, xinh xắn. Thì nếu như mà được thì hai em có thể cho nhau cơ hội. Để em xin hết. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mở màn cho hai trẻ gặp mặt rồi tự tính nha. Dạ em xin phép biểu diễn trò nghệ thuật đó đi cho bạn gái cho xem kìa, bạn nữ rồi cho quý vị khán giả cùng xem thử. Hôm nay em chinh phục bạn nữ kìa. Đó em biến ra một bông hồng rồi, cái này là cái tấm lòng của anh làm một ngày mới xong. Tặng cảm ơn anh ạ. Em cũng có cây xương rồng tặng anh, mong anh lúc nào cũng mạnh mẽ như cây xương rồng này. Cảm ơn em. Thôi đàn gái ý nói đàn trai yếu đuối. Em nhận xét gì như thế nào về anh? Anh thì ngoại hình cũng ưa nhìn nhưng tầm em thấy anh hơi run đúng không ạ? Anh có một cái nhược điểm là nhát. Và đặc biệt đứng trước những cô gái mà xinh xinh á thì nhát. Nghiên cứu sốt rét, anh có liên quan đến sốt rét mà hơi rung chút. Anh thấy em sao ạ? Em xinh. Dạ cảm ơn anh. Cao rồi. Nhưng mà em có 1m58 thôi, chưa đủ 1m6 theo tiêu chuẩn của anh đâu ạ. Như vậy là được rồi, 9.5 trong mắt anh rồi. Nếu mà có cơ hội mà tiếp xúc thêm với nhau được nữa thì mình sẽ hiểu rõ tính tình của nhau hơn. Dạ dạ. Nhưng mà em chỉ có một cái vấn đề, nó là xa, ở xa em ngại yêu xa lắm anh. Thực sự mà yêu nhau á thì anh nghĩ là mình có thể thăm nhau rồi mai mốt mà cưới nhau rồi thì lập nghiệp ở chỗ nào đó tự mình tính sau. Chứ còn công việc của anh thì cũng không có phải nhất thiết là ở trên đó. Nếu mà anh sẽ anh xuống thăm em. Khoảng bao lâu anh xuống ạ? 2 tuần một lần hoặc là 1 tháng 3 lần. Để anh trốn việc nhiều nhiều đi rồi có lý do người ta đuổi xong rồi anh xuống với em luôn. À vâng, vậy tốt lắm. Trời ơi. Từ hồi nãy giờ mới được câu cuối cứu lại đó. Quan điểm về tình yêu của em gái thế nào? Em chỉ cần chân thành là đủ. Em là thuộc dạng tiếp người hơi khó yêu. Đây là cô gái của gia đình đó em trai. Nếu trong năm nay chúng ta lấy nhau, có đôi khi là các bạn ngồi ghế đây á, là tuần sau, tháng sau các bạn đăng ký kết hôn rồi. Rất nhiều trường hợp như thế. Nên chúng tôi luôn luôn đặt ra những cái vấn đề trước mắt là nếu như lấy nhau trong năm nay các bạn sẽ ở đâu và làm gì? Tạm thời ở chung với ba mẹ anh khoảng 1 tháng, 2 tháng hoặc nhiều lắm thì 5 tháng. Hai vợ chồng mình sẽ tính cái chuyện ra ngoài.
anh cũng không có suy nghĩ là để cho vợ làm dâu. Anh không, nghĩ thực ra em cũng không ngại vấn đề làm dâu ạ. Em gái cảm nhận chàng trai như thế nào? Em thấy anh là một người khá là hiền lành, nghe anh nói chuyện á, nói chung là có thiện cảm ạ. Trái tim của anh cũng thấy bị rung động trước em. Không, em có đạo không? Em có đạo, em nhìn bạn gái đeo tượng sợi dây chuyền là biết rồi, đúng không? Em đã biết rồi. Tức là hai bạn cùng đạo luôn đó, rất là thuận lợi ha. Nói tóm lại là chỉ còn khoảng cách thôi. Rồi, hết thời gian. Hết giờ nha. Bây giờ á, chúng ta để tay vào nút bấm đi. Đây là cái khoảnh khắc mà các bạn Thư nghĩ là hồi nãy giờ mình giao lưu, mình nói chuyện, mình chia sẻ với nhau rồi. Nhắm mắt lại, lắng nghe con tim của mình. Chương trình chúng tôi khi mà tổ chức ra thì luôn muốn các bạn có thể nắm tay nhau và ra về một cách hạnh phúc. Chúng tôi luôn đòi hỏi sự nghiêm túc khi mà các bạn bước ra khỏi bản hẹn hò. Nên lắng nghe con tim mình. Phải thật nghiêm túc nha. Phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Kiểm tra lại và chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Wow. Đấy, hãy nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau đi. Chúng ta hứa điều gì đi. Đó, có anh họ, chị họ. Có anh họ với chị họ ở đây. Tuy là không phải là ba mẹ để em hứa những cái lời ngoan đạo lắm, nhưng mà em sẽ cố gắng chăm sóc em gái của anh thật tốt. Bây giờ em hãy nói một lời gì với chị của Thoại. Dạ, em chào chị. Em chỉ biết là em sẽ cố gắng để vun đắp tình cảm này thôi. Rồi. Rồi tụi em sẽ cố gắng nắm lấy tay nhau, không bao giờ buông. Hôn bạn gái cái đi. Trời. Dạ. Trời ơi, dễ thương. Đây, những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và đây, gửi tặng cho các bạn mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Chưa hết, đây là phần quà này dành cho các bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá 10.200.000 đồng đến từ thương hiệu Lộc Phúc Fine Jewelry, có thiết kế tinh tế vượt trội, đi đôi với chất lượng đỉnh cao, bền vững theo thời gian, được thiết kế riêng theo câu chuyện tình yêu của các bạn nếu như các bạn kết hôn với nhau. Đó. Cảm ơn giáo. Cảm ơn ạ. Hy vọng rằng tụi em sẽ cố gắng để nuôi mối tình này có một kết quả tốt đẹp nha. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn chương trình. Cảm ơn hai bạn, mời hai bạn. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Trời ơi, chào cưng. Rồi mời em ngồi mời nha. Mời bạn nam. Chào chị. Rồi ngồi đi bạn. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hình Ngọc Yến Thanh. Hiện tại là 23 tuổi, quê em ở Đồng Nai và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn nam giới thiệu về bản thân mình nè. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và chào toàn thể khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu, năm nay em 28 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Ủa, Đồng Nai luôn hả? Dạ vâng ạ. Thanh 23 tuổi, Hậu là hai mấy? Dạ 28 ạ. 28. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình, khuyết điểm của mình đi Hậu. Dạ, thì ưu điểm của em là em thích về những cái ngành như là văn thể mỹ, giống như là thể dục, thể thao hoặc là mỹ thuật với âm nhạc. Còn về nhược điểm của em thì em hay ngủ rất là nhiều. Còn bên kia, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, gọn gàng, sạch sẽ. Khuyết điểm? Khuyết điểm chắc là nhậu yếu. Nhậu yếu hả? Dạ. Ngoài ra thì em thấy em có hơi điên điên. Dạ, hơi khùng khùng. À, hơi khùng khùng. Dạ, chắc 49-50 á chị. Rồi bạn nữ á, thôi hỏi bạn nam này. Đàn trai bên kia mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ha? Em đã trải qua 4 mối tình rồi chị. 4 mối tình? Dạ vâng ạ. Mối tình thứ tư mới đây? Dạ là cách đây khoảng hơn 1 năm rồi. Còn đàn gái sao? Dạ thì em đã trải qua được 3 mối tình rồi. Mối tình gần nhất chia tay cách đây khoảng gần 1 năm rồi. Rồi tại sao mình chia tay? Thì ba người thì em bị phản bội hết 2 lần rồi. Thì tức nhưng, là em có rút được kinh nghiệm gì sau những mối tình mình đã trải qua không? Dạ, kinh nghiệm của em là nếu yêu ai thì tin bản thân mình trước đi, đừng tin người ta. Ây chà, anh Linh ơi. Nói chung hai bạn này cũng có một thâm niên yêu rất là nhiều, bên kia cũng 4-5 năm, bên đây gần chục năm yêu đương.
Bạn gái yêu cầu người đàn ông lý tưởng của mình như thế nào? Người đàn ông lý tưởng của em là phải gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Ủa, đàn ông ở dơ lắm hả? Dạ. Mang tiếng quá vậy. Tại cũng có nhiều người con trai mà anh, cho nên thường hay bê bối lắm, ở dơ nữa. Trai bê bối ở dơ, trời ơi, xấu mặt đàn ông. Rồi, gì nữa, gọn gàng, sạch sẽ gì nữa? Tâm lý. Ừ. Dạ. Tâm lý. Dạ. Hơi điên điên giống em xíu là được. Hơi điên điên. Có một mẫu nào mình đặt ra cụ thể biết, ví dụ mẫu đàn ông rất là vì gia đình, thương yêu gia đình nhưng mà hơi hói như anh Quyền Linh. Đó là cũng một mẫu, em hiểu không? Anh đâu có khó đâu, anh dễ ẹt à. Thôi em nói hơi hói. À hơi hói à, trời ơi. Ê, nói vô hói tôi quay qua liền rồi nha. Thôi chào à. Bên đàn gái. Trời, đàn gái dễ cưng quá. Đàn gái đẹp rồi nha. Dạ. Em có quan trọng cái vụ hói hay không hói không? Dạ không quan trọng. Thấy chưa, tốt, cô gái tốt. Nè, nghe hỏi lại nha. Em có quan trọng vụ đàn ông hói hay không hói không? Dạ không. Thấy chưa, cô gái tốt. Chứ mấy cô cứ nói em thích hói, em thích hói. Người ta suy nghĩ, người ta làm ra tiền, người ta mới hói. Dạ. Đừng có nhắc vụ hói đụng chạm với tôi nha. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ, không thích hút thuốc. Hút thuốc, có không? Dạ, vẫn có một chút ạ. Được, có một chút hả? Dạ vâng. Bỏ không là do phụ nữ thôi, phụ nữ ép là bỏ à. Đúng rồi. Đàn ông cũng dễ lắm. Mà anh trai khó bỏ thuốc lá lắm anh. 10 người hết 9 người rưỡi là không bỏ được rồi. Thì chúc tụi em làm việc cái vụ đó nha. Nếu mà nói về vấn đề hút thuốc á thì đôi khi buồn. Rồi bạn bè... buồn hút. Dạ. Nhưng mà giờ nói gọn lại là có bỏ được không? Dạ, nếu mà bạn gái có muốn thì em chắc chắn sẽ bỏ được ạ. Em thấy rồi em sẽ bỏ. Dạ đúng rồi. Chắc chắn luôn. Đó. Em muốn người cô gái thế nào? Đối với em thì một người phụ nữ phải, thứ nhất là phải có biết suy nghĩ về gia đình, thứ hai là phải thương yêu bố mẹ trước. Phụ nữ nào cũng quan tâm chăm sóc gia đình hết trơn á. Thôi để em qua em khai thác thêm coi chứ sao thấy anh trai nhà mình hiền lành quá nè. Anh dạ, đây chị. Chậm lắm, hơi chậm thôi. Chào cưng. Dạ. Áo sơ mi đóng thùng nữa. Sạch sẽ, sạch tiêu chí đầu tiên. Ngoài cái đó mà em nói rồi, em không thích con trai gì nữa không? Rượu bia rồi thuốc lá, xăm mình rồi xăm mơ, có thích không? Dạ, rượu bia một chút thôi. Ừ. Xăm mình thì đừng lộ liễu to quá được. Dạ có em thì không có hình xăm, nhưng mà em trước kia có công việc là đi xăm cho người ta. À, em là thợ xăm. Dạ. Tức là bạn bè nhu cầu thì em sẽ đi xăm cho họ. À, người bạn này là thợ xăm. À, là nhưng mà trên người vẫn có hình xăm mà đúng không? Dạ không có. Không có luôn. Dạ. Em thích xăm cho người ta thôi chứ không phải là mình thích à, xăm mình. Là dạ, dạ. Dạ anh có thích em xăm mình không chị? Vậy em có thích gái xăm mình không? Dạ cái chuyện đó rất là bình thường ạ. Bình thường đúng không? Dạ đúng ạ. Em có hình xăm nào chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Yên tâm, mốt có gì về anh đè lên xăm. Nha. Bốn mối tình hả? Dạ vâng ạ. Cũng kinh nghiệm dày dặn ha. Dạ cũng không phải dày dặn gì nhiều. Giống như anh Linh nè. Đó giờ anh Linh trải qua có 7 mối tình chứ mấy. Có mối tình nào mình sâu đậm mà mình có thể ví dụ như là sắp bước tới hôn nhân hoặc là sống thử bên nhau chưa? Có mối tình thứ hai ạ. Em với bạn đó là cũng quen nhau, cũng có thời gian sống thử trong... Tức là em và bạn gái em đã từng có thời gian sống thử? Dạ vâng. À, bé gái? Dạ. Em nghĩ sao về sống thử? Em nghĩ là bây giờ mình cũng hiện đại rồi, cho nên cái việc này em không có... Không có vấn đề gì. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái vấn đề sống thử này, nếu xác định đã tiến tới hôn nhân, dành thời gian mình sống thử với nhau để thử hợp hay không. Dạ, ai biết về không hợp thì chia tay nữa. Mà không dạ, hợp thì thôi. Mình đủ lớn, đủ chịu trách nhiệm cuộc đời của mình. Làm có chơi có chịu. Rồi không chủ sao. Đề nhạy cảm quá. Chuyển chủ đề. Điểm gì em không thích ở con gái? Em không thích con gái là cái tính không rõ ràng. Đôi khi cảm xúc của họ là mình không bao giờ mình hiểu được. Nếu mà muốn mà tìm hiểu phụ nữ chắc cả đời chắc không bao giờ hiểu được. Sao mà ông trải qua tới 4 mối tình rồi mà ông cũng chưa có thể đoán được cảm xúc phụ nữ? Thực sự phụ nữ chúng tôi hết sức là đơn giản. Hỏi muốn gì cuối cùng duy nhất gì trong tình được. Yêu không phải là gì cũng được, mà muốn người đó yêu mình nhất, mình phải là số 1 trong lòng người đó. Phụ nữ không bao giờ sai, người ta nói con gái nó có là không, con gái nó không là có, hiểu không? Cứ làm ngược lại và luôn nắm tâm lý. Phụ nữ là luôn muốn sở hữu. Tính sở hữu của phụ nữ sở cực kỳ cao. Sở hữu là người ta sổ đỏ, sổ hồng hay sở hữu. Của ta đất đai hay sở hữu. Giống như ký vô cái tờ giấy mà đăng ký kết hôn rồi thì cũng là sở hữu. Ôi, mối ơi, mà khó quá mối ơi. Tin tưởng nhau là chính chứ không phải là yêu nhau là sở hữu. Em hiểu rồi đó, em hiểu rồi đó. Nói tóm lại là gì? Yêu nhau phải thoải mái ha. Bây giờ ý kiến người thân góp ý coi sao hai đứa nó có nên bấm nút hay không? Đàn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em và chị họ. Sếp?
Lần đầu tiên cho em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư và xin chào họ đàn trai, chào quý vị khán giả. Nghe bạn trai chia sẻ về cái tính cách của bạn trai á, thì em rất là thích là cái tính của bạn rất là thẳng thắn, là có gì bạn nói đó. Và cái tính cách này á, thì bạn Thanh bạn rất là thích. Lúc này bạn Thanh có một cái chia sẻ là bạn Thanh có một cái điểm yếu á, là nhậu rất ít, mà một tuần nhậu có một lần thôi. Một lần là một thùng, đó, là nhậu rất là ít luôn. Đó. Trời ơi, ông sếp duyên dáng luôn. Thì em cũng chia sẻ luôn á, hai bạn ngồi đây á, thì các bạn hãy cảm nhận nhau bằng cái con tim của mình á. Nếu khi mình gặp nhau, con tim mình đang đập, đang thổn thức á, thì có nghĩa hai người có duyên nợ với nhau. Em xin hết. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, đàn trai. Dạ, em đi mẹ. Mẹ hả? Rồi, chào cô. Trước hết, xin chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Chị là mẹ của Hậu. Cô thấy... Dạ, thấy em bên này cũng đẹp gái dễ thương, hiền hậu mà cô rất thích. Cô làm thợ may rồi cô về, nếu mà quần áo gì cô may cho con. Cô cũng muốn con về nhà cô cho vui nhã vui cửa. Dạ. Cô rất thích, ráng cho nhau cơ hội nha con nha. Dạ. Cảm ơn cô. Quan trọng là hai đứa nhìn nhau và cảm nhận thôi. Mở rào. Có món quà tặng em à? Dạ rồi, cảm ơn anh. Em tiện em cũng có món quà muốn tặng. Rồi, cảm ơn em. Ủa bé gái em tặng gì vậy? Dạ ảnh có thể đọc. Mở ra đọc đi em trai. Dạ thôi anh xin phép mở nhé. Một món quà bỏ trong hộp diêm hả? Gì đó, đọc đi. Cho đọc ké với gì vậy trời. Những đứa yêu anh cứ để em lo. Anh đọc kỳ quá hả? Thấy chưa, đọc kỳ. Anh chỉ cần yêu em thôi, những đứa yêu anh cứ để anh, cứ để em lo. Được rồi. Được đọc, rồi làm gì đọc, giống ta phải dồn tâm vô đi. Coi với đẹp không, trời làm cái đây nè, phải đọc từ ngoài vô tới trong. Đúng, chứ không phải mình dở bên trong, mình muốn vô cái vô trong thì sao được. Thấy bề ra ngoài chứ. Đúng rồi, đạo bên ngoài mới vô trong nè. Nè, bên ngoài mới quan trọng nè. Anh chỉ cần yêu em thôi. À. Bắt đầu về, bây dạo dạo ngoài bắt đầu vô trong nè. Những đứa yêu anh cứ để em lo. À, cô này hay đó. Là tức sao? Là sao anh? Anh chỉ cần yêu em thôi. Ừ. Còn mấy đứa nào mà yêu anh á, để em lo. Là em xử nó. Em xử nó. Là xử sao bé? Bản lĩnh xử sao chuyện của anh ta. Có cái gì kêu chị? Dạ. Ừ. Chị bóng em ví dụ đó lắm. Em muốn vô giang hồ. Ê, thôi. Đây nè, thí dụ cô gái nói về rất là hay, cô này rất là bản lĩnh. Bởi vì sao, nếu như cô nói là anh chỉ cần yêu em, còn mọi thứ để em lo nó khác. Anh chỉ cần yêu em, còn mấy đứa mà yêu anh để em lo. Yên tâm, yên tâm, đàn ông có quyền quen. Quen gì? Quen ngoại giao thôi. Anh thì thứ bảy. Hay quá, cái quẹt này hay quá. Cái này là hay lắm nha em nha. Dạ, vâng, ý tưởng hay đó. Đáng lẽ em là phải để mấy que diêm vô đây nữa. Hiểu không? Tức là nếu mà anh không ổn là em đốt nhà luôn. Ghê quá. Em bạo lực, bạo lực quá. Rồi. Hay đó, một ý tưởng rất hay về món dễ quà này. Dễ thương, mình nhìn nhau nói chuyện nhau nè. Thôi bây giờ nè, đầu tiên hát cho nó sơm tụ cái đi. Hát, hai hát, đứa hát. Còn ngại ngùng quá à. Thằng trai hát trước đi, thằng trai. Mình chủ động đi. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi. Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho trọn vẹn tình chúng ta. Vì nơi đây này luôn có một con tim lại gắn bó cho em. Rồi, rồi, rồi. Mời đàn gái. Một cuộc tình dịu dàng dành cho anh mãi mãi. Hạnh phúc có lúc với em thật lớn lao. Biết bao ngọt ngào ngồi bên nhau sẽ rất mong. Không ưu tư, không có bao phiền lo. Rồi một ngày dịu dàng là bình minh bước sang. Dùi mắt thức giấc thấy anh cười với em. Môi anh thì thầm rằng anh yêu em rất nhiều. Lòng lên trong sớm mai môi hồng khẽ cười. Nhìn thấy anh đang ấm áp, trong mắt em hiền hòa. Là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho em.
Dù có những lúc sóng gió, em vẫn luôn tươi cười. Nụ cười em lung linh ngàn hoa muôn sắc thơm. Có anh yêu em, tình yêu này luôn chân thành. Sao vậy anh? Bài hát rất là hay, hát rất ngọt ngào. Mình nhìn đối tượng bên đây, mình hát cho nó rụng rụng tim luôn chứ, đúng không? Nói chung là hai bạn hát rất là hay. Bạn gái vừa xinh mà vừa hát hay nữa. Bài hát rất là ý nghĩa nữa. Thôi vỗ tay cho hai bạn cái. Công nhận ha, bé tên Thanh, cái gì cũng hợp hết. Nhìn cái vẻ đẹp thì thanh thoát, giọng hát thì nghe nó rất là lãnh lót, thanh cao. Em tên Thanh là đúng luôn á. Rồi rồi, bây giờ Yến Thanh, Thanh Hậu, hai đứa mình giao lưu đi. Thì em có thích đi du lịch hoặc là đi phượt ở đâu đó không? Hồi trước thì em thích đi phượt, nhưng mà bây giờ em chuyển qua em thích đi du lịch hơn. Anh thì khoảng thời gian trước á, anh rất là thích xách xe và anh đi những nơi mà anh muốn đi. Có thể như là Đà Lạt, hoặc là có thể là đi Vũng Tàu, hoặc có thể đi gần hơn cũng được. Có thể anh từ Biên Hòa chạy xuống Sài Gòn, anh chạy nguyên một vòng. Nếu mà em muốn thì sau này anh hy vọng là anh với em sẽ cùng đi chung với nhau. Anh nói anh hút thuốc, ngày anh hút được mấy gói anh? 3-4 điếu thôi, ví dụ như buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Tại vì em bị dị ứng thuốc lá, em đã từng nhập viện vì thuốc lá rồi. Chỉ là nghe mùi thôi. Vậy thì anh sẽ không hút thuốc lá. Nếu mà ví dụ như hai mình có thể đến với nhau thì em muốn khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm thôi chứ. 1 năm nữa. Nói cái tiền ai giữ? Sau khi cưới nhau thì anh tính như thế nào? Thì theo anh, thực tế anh thì cái của chung của gia đình mình mà để chung á, thì mình nên tích góp ra một để riêng. Và một cái nhu cầu riêng của từng người thì từng người đó sẽ xử. Cái đó quỷ đen em trích ra cho anh được mà. Mà hỏi luôn, anh có quỷ đen không? Nếu mà anh nói vậy là chắc có rồi đó chị, dễ gì. Vậy thì mẹ lên. Nói chung thì anh sẽ vẫn sẽ giữ một cái chút gì đó riêng cái, cho... Cái chút đó em đưa cho anh được mà, đâu cần anh giữ đâu. Đúng, tự nhiên quỷ chi. Ví dụ ngày đó anh cần bao nhiêu, anh cần làm gì đó, em đi dư luôn cũng được nữa. Đưa hết luôn, em giữ luôn. Mình có bách vật mà sợ gì. Thôi thì em cứ giữ hết đi. Nói chung là bên đàn trai tao bối rối thôi mà. Một tuần thì anh có thể dành thời gian cho em là ví dụ như đi xuống thăm em. Trước mắt là chủ nhật nào anh cũng sẽ có thể sẽ xuống, và những ngày anh về sớm thì anh sẽ đi xuống em luôn. Về sớm qua là mấy giờ anh? Tầm 5 giờ, 5 tới 6 giờ. 5 giờ, 6 giờ từ Biên Hòa chạy lên Sài Gòn chắc 1 tiếng vậy. Dạ, tầm 1 tiếng ạ. Chạy lên gặp cái 5 phút về em đi ngủ. Tôi có người yêu đẹp vậy tôi dọn nhà lên gần đó luôn. Đúng rồi, thiệt á, mà giữ chứ. Khỏi đi cho nó mệt. Rồi, nãy giờ là hai bạn trao đổi nhau, nhìn nhau rồi. Bây giờ hai bạn nói cảm nhận về nhau, sau đó mình sẽ làm một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút. Mạnh mẽ lên em trai. Nhìn em thì rất là xinh và thanh tú. Nói chung là có một cái nét nào đó gọi là rất là hiền dịu. Anh thì đó là đúng là một cái mẫu người lý tưởng mà anh cũng đang tìm kiếm. Thì nếu mà em đã nói em thích hát thì sau này em sẽ đàn cho em hát luôn. Tất cả những câu trả lời của cô gái nó sẽ thể hiện bằng nút bấm. Các bạn có thời gian hiểu nhau rồi. Chúng ta không nên làm khác với trái tim của mình. Trái tim mình mách bảo sao mình cứ làm như vậy. 3 2 1. Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng em. Cảm ơn hai bạn. Trời ơi, đẹp đôi quá nào. Nè, anh rất lo, anh chỉ sợ cô gái không bấm thôi. Em còn hơi rụt rè đó. Mạnh mẽ lên, có thấy mẹ em không? Mẹ em đây một người phụ nữ rất là năng động luôn. Học mẹ nhiều hơn nữa. Cô gái này là hơi bị bản lĩnh đó nha cưng. Dạ. Nói với mẹ là mẹ cho phép tụi con và hỗ trợ tụi con để tụi con có thể tiến xa hơn, nói đi. Dạ, mẹ thì sau này con hy vọng mẹ sẽ luôn yêu thương và cố gắng hỗ trợ cho con với em. Mẹ cũng đồng ý rồi, cảm ơn hai MC đã giúp đỡ cho hai cháu đến với nhau. Rồi mẹ sẵn sàng và đồng ý hai đứa con. Dạ, rồi cảm ơn tất cả chương trình. Anh gái nè, anh biết vẫn còn một chút trăn trở đối với em. Tạo điều kiện cho anh ấy nha.
Em trai em coi vậy chứ Hiền gặp gái đẹp là run rẩy trên. Những chiếc vé xem phim vô cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ. Vẫn nắm tay nhau, đừng buông tay nhau. Khi đã bấm nút, chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Và chúng ta phải chứng minh bằng một nụ hôn. Nào, mạnh mẽ lên, bắt đầu. Chờ xin phép nhé. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt cho công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Phần quà dành cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá 10 triệu 200 ngàn đồng đến từ thương hiệu lọc Phúc Phai Cherry. Có thiết kế vượt trội, chất lượng đỉnh cao, thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn. Phần quà này sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn kết hôn với nhau. Để tặng các bạn. Hãy cố gắng lên chàng trai. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Chúc mừng các bạn. Xin mời các bạn. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Chào MC Hồng Vân. Chào và em. Và bạn gái bên kia. Chào khán giả đừng quay. Em tên là Nguyễn Văn Cầu. Năm nay em được 29 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở Quảng Nam. Em làm gì Cầu? Dạ, em làm bên kỹ sư xây dựng. Kỹ xây dựng. Thế từ Quảng Nam em vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình à? Dạ. Trời, cảm ơn em đã lặn lội đường xa xa xôi. Hy vọng hôm nay sẽ thành công nha. Dạ. Còn mình giới thiệu đi cưng. Dạ. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nam bên cạnh. Em tên là Lê Thị Ánh Vàng. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam. Nhưng mà hiện tại em đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, vậy hả? Em tên gì em? Dạ, em tên Ánh Vàng. Ánh Vàng hả? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, Cầu Ánh Vàng. Dạ. Trời cầu ơi, gì được nấy. Cầu Ánh Sao, bây giờ hai bạn này Cầu Ánh Vàng luôn ghê chứ. Cầu Ánh Vàng. Một bạn là quê Quảng Nam, hỏi coi huyện nào? Xin hỏi bạn gái bên kia là ở huyện nào ta? Dạ, em ở Đài Lộc, còn anh? Anh ở Tam Kỳ luôn. Dạ. Cũng đâu có xa gì mấy đâu. Dạ, cũng gần. Không xa lắm. Ở sát bên mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái bạn kia đang làm ở Quảng Nam, bạn này đang nằm ở quận 1. Thì bao thì năm em về quê mấy lần? Dạ, ý là tính là sang năm vào trong Sài Gòn lập nghiệp. Cũng ủa vậy đó hả? Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Trời ơi, khỏe luôn nữa rồi. Dạ. Rồi, vậy là gần gũi rồi. Không lo. Vậy là hợp lý rồi đó. Bạn gái cho đàn trai biết ưu điểm khuyết điểm của bạn đi. Dạ, em tuy không có cao nhưng mà não thì đủ dùng. Tuy không cao nhưng não đủ dùng nghe. Dạ. hơi khó tính nhưng mà cực kỳ tốt tính. Hơi khó tính nhưng mà rất tốt tính nghe. Trời. Dạ, còn EQ thì không có được tốt bằng IQ lắm nên là rất là ngại giao tiếp với người lạ. IQ dạ. Cao hơn EQ hả? Bạn này dạ. Có cái cách giới thiệu đáng yêu ghê á. Dạ. Chút phải ghi chép lại đang học bỏ lên mấy cái vở kịch á. Rồi khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, đó là em hơi khó tính ạ. Gì? Bạn hơi khó tính. Khó cỡ nào? Tức là em luôn đặt ra những cái tiêu chuẩn cho bản thân mình cũng như là cho những người khác. Nên là nếu mà không có đạt được những cái đó thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Nhiều lúc là cũng sẽ nhăn nhó với lại mọi người. Rồi, bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, thật thà. Hay giúp đỡ mọi người. Với lại mấy người ở đồng nghiệp công ty là khen em là hiền lành, hòa nhã, dễ tính. Còn khuyết điểm của em thì cũng hay là cào với bạn bè. Cũng hay nhậu. Tại vì đặc thù của nghề xây dựng là cũng hay anh em mỗi lần chiều thứ bảy chủ nhật gì đó cũng ra quán làm xíu. Cũng phải lâu lâu mà thấy tuần nào cũng nhậu chứ. Nó xây dựng cuối tuần lãnh lương là nhậu à. Dạ. Kìa. Mà mỗi qua nhìn đàn dạ, trai chào dạ, em Ủa rồi bên ngân hàng mình có đi nhậu không em? Dạ, công việc của em thì chủ yếu làm việc với lại số liệu nên không có phải đi tiếp khách hay là gì nên rồi bây giờ cuối tuần người ta đi nhậu rồi em tính sao? Dạ không sao ạ. Nói chung nhậu có chừng mực thì đối với em là ok. Chừng mực là bao nhiêu lon? Dạ không xỉn, biết đường về là được.
không xỉn biết đường về. Sao em? Có bao giờ nhậu mà không biết đường về không? Dạ, nói chung là em nhậu là biết kiểm soát. Rồi chị hỏi em nè. Dạ. Có nhiều bồ không? Dạ, em thì em được hai mối tình. Mối tình thứ nhất là năm cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cũng được lâu, được 2 năm. Tại vì đợt trước là em hay đi làm xa. Tại vì công trình của em là làm cầu đường với lại trường học xa đó. Hai đứa do điều kiện gây lộn với nhau thì cũng nói qua nói lại. Mình cũng có thời gian gần gũi bạn gái để mình chia sẻ và làm thông cảm. Cái hai đứa giận luôn. Giận luôn, bao lâu rồi cưng? Dạ, cách đây 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ, được 2 năm. Đó, cũng do việc là đi nhậu hay đi lo làm công việc suốt rồi không có chăm sóc. Mà phụ nữ thì cần cái sự quan tâm và chăm sóc hết sức là quan trọng em trai à. Yeah. Đúng rồi, lúc nào phải quan tâm đến người phụ nữ mình yêu. Mà chị hỏi nè, em hình dung cái bạn gái bên Rào này như thế nào? Dạ, nói chung là nghe giọng là em thích à. Nghe Quảng Nam là thích. Thì quê hương mình là mình thích rồi. Dạ. Đó, đương nhiên rồi. Nhưng mà giọng bạn gái, cái về tính cách thì em thấy là rất là ok. Nãy em nghe bạn giới thiệu về mình, em thấy ấn tượng ghê không? Dạ, chị còn ấn tượng nữa. Dạ. Em hình dung cô gái bên đây có cái diện mạo ra sao? Thì em nghĩ là 1m khoảng 58, 59. Ừ, 1m 58, 59. Dạ, còn thân hình nói chung thì cũng đều đặn. Mái tóc thì mái tóc dài. Mái tóc dài, màu đen hay màu gì? Dạ, màu đen. Màu đen. Dạ. Da trắng hay là da đen nè? Dạ, da trắng. Da trắng. Mấy cái người hiện đại anh nghĩ rằng tóc không dài đâu. Lên. Anh đoán. Tôi là người hiện đại. Hả? Không, Vân không dài, Vân vẫn truyền thống đấy Vân. Theo tôi là cô gái kia là thường những người IQ á, cao á, thì họ không để tóc dài đâu. Tóc dài đầu ngứa ngái, IQ có nổi ra ngoài ngứa ngái. Rồi tóc ngắn, anh đoán như vậy đó. Dạ. Thôi để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ. Trời, tôi nói có sai đâu. Vậy em nói thử cái tóc em như vậy từ đó giờ hay là hồi đó em có để dài không? Em cho một cái điểm cho bạn trai bên kia coi. Dạ, em cắt từ năm 2015 ạ. Lúc trước thì em cũng đã từng để dài tóc chắc đến lưng ấy. Dạ, nhưng mà em cảm thấy nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc trong việc gội rửa. Nên là em quyết định là cắt tóc. Nhưng mà giờ thì em lại thấy hơi hối hận. Tại vì thời gian và tiền bạc đầu tư vào việc cắt nó thì nó lại nhiều hơn cái việc gội. Con gái có mấy mối tình rồi? Dạ, em ế từ trong bụng mẹ ế ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Thấy thương ghê không? Thiệt không? Dạ thiệt. Không có mối tình nào luôn hả? Dạ không có một mối tình, chưa từng nắm tay luôn. Ai tin tôi cùi liền á. Sao vậy? Dạ tại vì lúc em nhỏ khó quá thì sao? Dạ cũng có nhiều lý do lắm. Và khó là cũng là một phần. Còn thêm cái nữa là hồi nhỏ em nghe lời phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi nên là không có yêu đương. Sau này đi làm, ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em lại ế. Ủa sao tin tưởng mọi người ấy? Tại vì em chơi với một đám bạn thì cũng độc thân giống như em. Nên em cảm thấy là chơi với bạn thì lại vui hơn là có người yêu. Trời đất ơi. Thành ra lại là lần lượt là có người yêu và đi lấy chồng, lấy vợ. Tụi nó đi lấy chồng, lấy vợ hết rồi. Giờ còn chừa lại mình ơn em thôi. Được không? Dạ nếu mà chưa lập gia đình thì cũng có người yêu rồi. Được rồi. Một người năng động, xinh xắn này không có người yêu đúng không? Không ai tin nhưng mà nói ra lý do thì có thể. Em tưởng tượng cái người bên Rào như thế nào? Con trai Quảng Nam đó. Chắc em nghĩ là chiều cao thì về ngoại hình thì chiều cao là chắc sẽ cao hơn em. Thì dĩ nhiên. Chỉ đàn ông hay cao em lắm. Em hy vọng là cao trên 1m65. Dạ. Hơn nữa đó. Dạ vì em muốn cải thiện F1. Dạ. Còn không cần quá trau chuốt nhưng mà phải gọn gàng sạch sẽ. Dạ. Đó, em hình dung về... đi, em tả cái bạn đó đi. Hai điều em nói là đúng rồi đó. Dạ về tính cách thì trưởng chạc, trưởng thành. Để có thể là lo giúp em. Tại vì em tính cũng hơi trẻ con một tí. Bạn này chững chạc đó. Dạ. Bạn này phải nói cũng phong độ, đẹp trai đó. Anh thấy cũng đủ để các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Bây giờ hỏi người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ, hồi nãy thì cũng có đi với bạn. Nhưng mà bạn có việc mất. Rồi, bạn về rồi ha. Dạ. Thôi được rồi, cũng có mọi người ủng hộ bạn. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với lại hội anh chị em đồng nghiệp thân thiết của em. Dạ xin chào hai MC và chào quý vị khán giả và chào anh ạ. Dạ em chào là em gái của chị Ánh Vàng. Dạ. Anh có thể cho em hỏi một câu được không ạ? Dạ được. Anh lúc nãy thì em có nói là anh dự định là năm sau là mình sẽ vào Sài Gòn để làm việc đúng không ạ? Đúng. Thì anh đã chuẩn bị gì cho cái kế hoạch đó chưa? Trước khi anh đăng ký vào chương trình này, anh cũng phải dự định cho bản thân mình trước. Mới vào đây cũng hơi lạ xíu tại vì thành
mức sống ở thành phố với lại cái nhịp sống hơi nhộn nhịp. Từ từ thì anh cũng bắt nhịp lại. Thì anh cũng chuẩn bị, cũng nhờ bạn bè gì đó là cũng mong muốn là tìm cho mình công việc để mình ổn định. Dạ em cảm ơn anh. Chị Vàng nhà em thì có chút khó tính chút xíu, nhưng mà chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Nếu mà thân thiết rồi thì sẽ rất là dễ thương, tốt bụng và biết hiểu cho người khác. Thì em nghĩ là chắc chị Vàng cũng sẽ hiểu cho anh. Nếu mà hai người có thể đến với nhau thì chắc là có thể chờ đến ngày anh vào Sài Gòn. Còn chị Vàng ơi, em thấy anh bên này cũng dễ thương, cũng thật thà. Nếu mà chị cảm thấy ưng thì có thể cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em gái. Ok. Mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Rồi, tới luôn, tới luôn. Rồi, tặng em bó hoa và sô-cô-la. Dạ, em rất là thích món quà này. Tôi cầm cho. Đó. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là bánh em tự làm. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em có một đam mê đó là rất là thích làm bánh và rất là thích đồ ngọt. Cái này là mới làm sáng nay, lúc mà làm ấy thì vừa nhỏ bọt và xong cũng suy nghĩ, tưởng tượng ra là người nam mà đến chiều nay mình gặp là sẽ như thế nào. Nói chung vừa nặng bánh và vừa nặng người luôn, nên là anh cứ từ từ. Rồi, thử anh rất là cảm ơn món quà của em. Dạ. Đây nè, mấy chục năm chưa bao giờ gặp mặt đó, bây giờ lần đầu tiên gặp mặt các bạn cảm nhận thế nào? Theo em thì thấy bạn nữ rất là dễ thương, vì ngoại hình rất là xinh đẹp. Lạ đúng không? Nhìn dạ, rất là lạ. Còn bạn gái nữ cảm nhận bạn trai thế nào? Đầu tiên thì em rất là có cảm tình, tại vì là người đồng hương. Dạ. Lại người Quảng Nam thì rất là tính tình thì rất là thật thà, chất phác. Nói chung về ngoại hình thì em thấy là đã đảm bảo được cái tiêu chuẩn của em. Cho em hỏi là anh có hay thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc nhà hay là... Có chứ anh, tại vì em biết sao không? Ba anh là mất sớm, là nhà anh là có mẹ với lại hai anh em trai. Nhưng mà anh là anh trai cả nên anh cũng rất là chú tâm đến gia đình, nên anh rất là giúp mẹ. Nếu mà sau này mà anh có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người bạn đời của anh không? Anh tất nhiên, anh chấp nhận. Tại vì em rất là thích làm bánh, nhưng mà em lại không giỏi nấu ăn, mà em cũng không thích nấu ăn. Trời, anh thấy nhìn này à, anh không cơ bắp thế này phụ giúp em thoải mái. Vậy em làm bánh cho anh ăn suốt cuộc đời luôn đi. Tương lai thì khoảng bao lâu tụi em có thể tiến tới hôn nhân được, trao đổi với nhau đi? Thì em nghĩ đi. Em thì có thể là đã sẵn sàng, nhưng mà em nghĩ cái này chắc là tùy duyên. Tức là cái cơ hội mình tìm hiểu đúng xong rồi, nếu mà hợp nhau thì là có thể tiến xa hơn. Anh cũng mong em cho anh cơ hội. Về quan điểm con trai con gái thế nào? Nhiều anh có phải là người gia trưởng gái không? Đứa con trai đó. Anh thì không gia trưởng. Anh nói chung là anh nghĩ theo hôn nhân thì nên tôn trọng giữa vợ chồng với nhau. Khi mà hai người nhận nhau thì ai sẽ là người làm hòa trước? Thì tất nhiên sẽ anh. Anh sẽ dỗ người yêu anh chứ. Bây giờ bạn trai đứng biến tới nắm tay bạn gái. Nói chung anh cũng mong muốn là cho anh một cơ hội để sửa ấm trái tim em. Dạ. Em cũng hy vọng là hai người sẽ cho một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi, vào vị trí, chúng ta hướng mắt về phía trước, để tay vào nút bấm. Đó là lúc chúng ta làm nhiệm vụ của trái tim mình. Trái tim mình bảo sao mình làm y chang thế. Thích thì bấm ngay, rung động là bấm ngay, đừng chần chờ gì cả. Đó, rồi xong. Lên kìa. Đó, không ai giành được. Ồ, đúng rồi, rồi. Rồi xong rồi. Phải mạnh mẽ như thế chứ. Dạ. Coi như là cá gặp về với nước rồi đó. Ừ, cá gặp nước. Hồi nãy là bạn này bạn phạm luật, bây giờ luật mới cho phép bạn hôn nè. Trời ơi, cái hôn hồi nãy nó mới là hay đó. Hồi nãy là bạn phạm luật. Rồi hôn nữa đi. Đó, ừ. Trời ơi, lần đầu. Ủa em mọi người ơi. Lần đầu của em luôn đó. Lần đầu luôn đó. Rồi đây là những món quà mà chúng tôi gửi tặng cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm
vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Chúc các bạn hạnh phúc nào. Em cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Dạ, em rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, cách nhau cái hàng rào thôi. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha em. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên ở Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai. Đó là lý lịch trên ngang của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm nhược điểm của mình đi. Dạ theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý trí quá. Dạ em sống lý trí là nhiều. Dạ rồi mời nhà trai. Em có ưu điểm gì thì Thành? Em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ, nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Em cũng hay ca hát. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút là được ha. Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh. Bên đây bạn nam sinh năm 91, nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? Tuổi mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn tị hả? Dạ. Tí xù dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thức hợi. Hợp. Hợp. Hợp hả? Hợp hợp hợp. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho mình kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và các cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính trung thủy. Và có một số cái như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều gì. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chỉ là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào đàn gái. Dạ. Dễ thương. Đàn trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ.
anh nói rồi. Cái nào dù đâu xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng và rồi, em bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập, độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ôi trời ơi, em mét nhiêu? Em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em 1m72 chị. 1m72 là quá rồi. Được rồi đó. Ừ, vậy được rồi. 1m8 khó chịu lắm. Vô mà còn phải làm cửa, phải làm em cửa. Em xin lỗi, em nói nhầm là 1m68. Em xin lỗi, em nói nhầm là 1m68. Mình vô được. 1m72 yên tâm đi. Rồi. Đây. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Còn theo quyết định của hai cháu nữa chứ. Rồi. Cảm ơn bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. Bạn thân rồi. Dạ. Lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi mình anh ạ. Đi một mình hả? Rồi, không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ, em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Em có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào. Dạ, em là một người rất là thích đá banh. Em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ, câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em thích bao bóng, em ở vị trí thích vị trí nào? Dạ em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, đó tiền đạo luôn hả? Dữ vậy ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. Em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi ca hát liền luôn. Đến nhân với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh. Tình yêu khát vọng phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ một sáng tinh xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai, bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi.
Dạ em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn. Tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ, tình yêu bên cung đàn ca hát. Rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua, từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. Em quên mất cái đoạn rồi, được rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi chúng ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái ra ha, cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Anh đi, anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà để cái thời gian thì nó cũng chưa có cho phép. Cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được ạ. Đá không lại em đâu, em đá bóng này là hư. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó? Em thì làm việc ở tại quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người ra trường không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch, muốn có những chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó nó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan, đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất và nó hoang sơ hơn, chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng? Thì cái đó thật ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Công việc nam có, nữ cũng có. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm, mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái, chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình mới duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến mình đi mới của anh. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ thuốc đây. Thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ nhé. Từ từ bỏ nhé. Nào, để tay vào nút bấm đi các bạn. Đã đến lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi, 1 2 3 Chúc mừng, trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau.
đến được tới hôn nhân ấy, thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào, bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác, con được hôn con gái bác. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Chúc tất cả mọi người may mắn nhất. Đã. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai đứa. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc cho những cặp đôi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hạnh phúc và thành công rực rỡ trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào. Là em thích một người biết quan tâm và có trí tuệ nhân hậu. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích con gái vô tâm vô duyên vô tình. Rồi sao vô nhiều quá vậy? Rồi mọi người ơi, thấy là bạn trai của mình đã ngồi vào vị trí và đang rất là nôn nao chờ đợi bạn gái của mình rồi ha, hai em. Dạ chào chị. Em biết đang nói chuyện với ai không? Chị Cát Tường. Em hình dung ra hôm nay chị như thế nào không? Hôm nay chị chắc là lộng lẫy. Có đâu, chị đang rất lạnh. À, dạ. Chờ chị Tường một phút nha, Tường sẽ mời cô ấy ra nha. Dạ, vâng. Ok. Thẳng luôn. Ok. À, tháo mặt nạ ra đi hai bạn. Bây giờ thì mời hai bạn bắt đầu chia sẻ những thông tin về bản thân mình. Ưu tiên em gái trước. Em chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia. Em tên Quỳnh Như, em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm hãng về dụng cụ y tế. Em qua đây lâu chưa? Em qua đây được 9 năm rồi. Ok, bạn trai. Dạ, em tên là Quốc Khánh. Em hiện đang là nghiên cứu sinh ở trường đại học UC Santa Barbara. Em năm nay 26 tuổi. Qua đây bao lâu rồi? Qua đây được 5 năm rưỡi. Là vẫn còn đi học? Vâng. Chưa có đi làm gì hết? Tiền đâu đóng tiền học? Tiền trường trả. Ồ, là có học bổng. Là gọi là fellowship, là của nghiên cứu sinh. Cũng không phải là học bổng, cũng một dạng lương. Đi nghiên cứu có lương. Vâng. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, mọi người thì hay nhận xét em là người người đáng tin và có trách nhiệm. Còn khuyết điểm của em thì em rất là... Nhưng mà bản đó là mọi người nhận xét em, nhưng mà em có thấy em là người đáng tin hay không? Em nghĩ là cái đó phải là do người khác nhận xét thì nó mới đúng. Khuyết điểm của em thì em là người nhiều khi sống hơi nguyên tắc quá. Còn cái nữa là em mù đường. Em rất là mù đường. Giống như là đi ở trong một cái thành phố rất là nhỏ chỗ em sống. Em đi đi em ở đó phải 2 năm rưỡi rồi nhưng mà vẫn chưa thông thường.
Ok. Rồi còn em? Thôi điểm yếu trước đi. Điểm rồi, yếu của em là okay. Một lần đi nhút nhát. Điểm mạnh của em là hay tới đúng giờ. Mỗi lần mình đi học hay đi làm hay tới đúng giờ trước một tiếng. Tới đúng giờ mà tới trước một tiếng. Cái đó gọi là hay là tới sớm chứ không phải là gọi là tới sớm để chuẩn bị này nọ. Về tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Có một mối tình, nhưng mà trong thời gian tìm hiểu thôi. Bây giờ đã chia tay rồi. Tìm hiểu nhau được bao lâu? Được 6 tháng. Ở bạn đó ở bên đây hay là? Ở bên đây luôn. Ở bên đây luôn. Lý do tại sao mới 6 tháng rồi mình đã goodbye? Bạn ấy là người nói trước và cũng là người nói để chia tay. Bạn ấy không nói lý do nên thôi cũng thôi luôn. Vậy là cũng chưa sâu đậm lắm đúng không? Dạ. Ok, còn em? Dạ, em thì trước giờ chắc có 3 mối tình. À, mối tình ở bên đây gần nhất là mối tình nào? Em cũng không có giữ đếm là cách đây bao lâu nhưng mà cũng được một thời gian. Mà quen nhau được bao lâu? Quen nhau được mấy tháng rồi. Có nhiều cái quan điểm không giống nhau. Có ở gần nhau không? Có. Ồ, nãy em với bạn này hai người trao đổi cái địa chỉ là chúng mình có ở gần nhau không? Em ở gần trường Golden West. Trên đường. Ở đây luôn hả? Ở đây luôn ạ. Còn em cách đây 2 tiếng. 2 tiếng thì là không xa. Đối với ở Mỹ thì thường thấy mỗi lần mà đi ăn sáng uống cà phê là cũng mất cả tiếng rồi. Cho nên 2 tiếng thì không vấn đề gì. Thế mình hẹn hò, thế em nghĩ bao lâu mình sẽ gặp nhau một lần? Thì nếu mà vậy thì toàn một lần hoặc gì đó. Giờ đi làm tụi em là cuối tuần nghỉ đúng không? Dạ. Rồi, cuối tuần chúng ta gặp nhau, hẹn hò với nhau để tìm hiểu, hợp lý ha. Vâng, dạ. Ok, bây giờ thì Tường muốn hỏi là cái mẫu người bạn gái em muốn tìm là người như thế nào? Em thích... em thường thì em có ấn tượng với con gái mà người xinh. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là em thích một người biết quan tâm và có chút tin nhân hậu. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích con gái vô tâm, vô duyên, vô tình. Trời ơi, sao vô nhiều quá vậy? Em nghĩ em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm những gì mà anh đưa ra? 60%. 60%. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em thích bạn gái cười xinh. Vậy thôi. Với lại cao thấp mập ốm. Thì mảnh người, với lại chắc cao, lượng cao anh em rồi. Ok, em có hình ảnh gì cho anh đoán không? Cho anh xem không? Cho chị coi. Trời ơi, đông quá. Đông quá như thế này làm sao mà đoán được. Đây, hãy tìm xem đông nhưng mà thật ra có mấy cô gái thôi, có 5 cô gái thôi, hãy tìm đi. Cho ảnh một cái ý đi em. Tóc dài đeo mắt kiến. Trong đó có 3 cô đeo mắt kiến đó. Kiếm đi cưng. Hãy cảm nhận. Đây hả? Đưa coi coi. Rồi hãy giữ đó đi. Hãy giữ đó đi một chút xíu rồi sẽ biết được kết quả ha. Thế em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Chững chạc. Nhưng mà được có da trưởng quá. Cao hơn em 1m7. Em cao bao nhiêu? 1m9. 1m9 thôi, du duyên một phân ha. Ok. Đừng có vô duyên quá. Nãy giờ nghe có vô duyên gì không? Dạ không. Chứ anh này không thích từ vô. Anh dạ, không thích gái vô. Chắc anh không có vô đâu. Rồi em có hình không? Rồi đây, hãy đưa cho cô ấy đoán. Em nghĩ là ngoại hình của anh như thế nào? Nãy giờ em đoán cái anh này ngoại hình anh ra sao? Hơi to. Cái gì to? Cái gì to? Mập. Hơi mập. Cũng hơi khó đó. 1, 2, 3. Có 4 chàng trai à. Hãy lựa chọn đi. Hãy cho cổ một cái gợi ý đi em. Là người ổn, với lại có đeo mắt kiến. Ok. Còn có người này thôi. Trời ơi, ông cho dự đoán nguyên tấm hình có một mình ông đeo mắt kiến à. Rồi ông nó đeo mắt kiến thì người ta biết rồi còn gì nữa. Không nhớ hình đó là sao. Thôi được rồi, bây giờ các Tường sẽ mở cửa trái tim cho hai bạn trò chuyện, cho hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Có điều gì thắc mắc, có điều gì nãy giờ mà chúng ta còn muốn trao đổi thì chúng ta trực tiếp trao đổi với nhau. Quan điểm về tình yêu, hôn nhân, gia đình, khoảng cách, rồi muốn cái gu, sở thích như thế nào chúng ta có thể trao đổi để tìm hiểu nhau. Mời các bạn. Hãy xem dự đoán của mình đúng hay sai. Sao em thấy em đoán đúng hay sai? Dạ như không đúng. Em đoán đúng hay sai? À đương nhiên rồi, có anh đeo mắt kiến quá. Lần sau đừng có dễ dãi quá như vậy nha. Dạ. Mình phải khó khăn hơn chút xíu nha. Dạ. Ok, bây giờ mời hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau một chút xíu, chị Tường sẽ quay lại nha. Dạ. Bạn tên Quỳnh Như hả? Dạ, em tên Quỳnh Như. Vậy là đang đi học cái gì? Em không đi học, em đang đi làm. Đang đi làm rồi. Còn anh thì sao?
Anh đang đi tức là cũng là dạng dạng đi học nhưng mà cũng là đi làm, đại khái là làm trường đại học. Dạ. Thì chắc cũng còn 2-3 năm nữa xong. Ừ. Cuối tuần thì gặp nhau thì sao? Cuối tuần thì thực ra là anh cái giờ giấc làm việc của anh nó không có bị gò bó vào một cái ngày nào hết. Cho nên là nếu mà cuối tuần gặp thì cũng được, hoặc là mình sao ta? Hoặc là trong tuần gặp cũng được, không sao hết. Dạ. Anh có ngày nghỉ holiday nào không hay là có? Có. Cũng là vì là công việc nghiên cứu là nó giống như là nó rất là độc lập á, cho nên là mình không có bị gò bó gì vào thời gian hết. Quan trọng là mình đáp ứng đủ tiến độ là được. Em bảo là em qua đây được 9 năm rồi hả? Dạ. Và với gia đình? Dạ. Nhưng mà lúc mà không đi làm thì em làm gì? Em đi chơi với đám bạn. Đi chơi? Đi uống nước này nọ. Dạ. Có sở thích gì đặc biệt không? Dạ không. Anh ngày rảnh làm gì? Anh thì thường đi đá banh. Đá banh hả? Hoặc là anh có hát ở nhà thờ. Dạ. Công việc mình làm như vậy thì có thích không? Thích. Thích? Dạ. À, có gì nhưng mà sau này mà mình không ở Cali nữa hay ở đâu chỗ khác đó, thì có vấn đề không? Dạ không, em không có vấn đề hết. Mà tại vì nhà em con mình mẹ thôi nên em đi đâu thì mẹ đi đó. À vậy hả? Dạ. À, tức là em nó con một? Dạ, con một. Ok. Ok. Anh có ngại không? Ví dụ... Không ngại hết. Dạ. Không vấn đề hết. À. Dạ. Thì anh trong gia đình của anh thì có ba mẹ với lại anh còn hai đứa em nữa, thì anh là anh cả. Anh có gia trưởng không? Không. Vậy thì chẳng hạn như nếu mà hẹn hò nhau thì em thích đi đâu? Anh thích đi, anh đem đi đâu em đi đó thôi. Đi đâu? Dạ. Đơn giản hả? Dạ. À. Anh thích uống trà sữa không? Cũng được. Ừ. Dạ. Anh thích đi du lịch không? Có. Em cũng hay được với bạn bè này lắm. Ừ. Hồi đó anh có lái xuyên bang từ từ Louisiana qua tới bên đây là 7 ngày lái liên tục. Mình cũng dừng này nọ để chơi. Thì cũng có dừng, thì chỗ nào mà đẹp thì dừng. Nhưng mà nói chung là anh thích đi du lịch kiểu đó. Dạ. Từ đó đến giờ về đây có về Việt Nam nào chưa? Em có về một lần. Về một lần lúc nào? Năm 2016 em có về một lần với mẹ. Thì 3 năm. Dạ. Thấy sao? Vui. Thấy vui, nhưng mà con muốn về đó ở không? Dạ không, về chơi thì được. Thế dạ, vậy. Hồi xưa ở Việt Nam ở đâu? Em ở Thủ Đức. Thủ Đức, Sài Gòn? Dạ. À ok. Em ở đâu? Em cũng ở Sài Gòn, ở quận 12. Em qua 9 năm. Vậy là em qua đây học high school hả? Học high school được có mấy tháng rồi, tại vì quá tuổi rồi. À, dạ. Xong rồi lên hẳn community college? Dạ. À ok. Vậy là hồi xưa em học ngành gì? Lúc đầu học ngành y tá, nhưng mà thấy học cao quá học không nổi. Vậy có mình mẹ kiếm tiền thôi, mà em bỏ học đi kiếm tiền của mẹ. À ok. Ok. Vậy thì sau này có muốn chẳng hạn như nếu mà mình có điều kiện mình cũng muốn đi học nữa không? Ừ. Để lo cho mẹ xong đó. À ok. Vậy em có gì em muốn hỏi anh không? Lần đầu tiên gặp bạn em ít em sợ ha, hay nhát. Lâu rồi em biết. Tính em cũng hơi hài. Hello. Sao nãy giờ không có tụi trò chuyện vui không? Dạ, dạ vui. Vui hơn có chị không? Chút khác. Anh này cũng không có nói xạo được ha. Ok, mình đã trao đổi nhiều chưa? Rồi thí dụ như mình có nói về cái quan điểm về tình yêu rồi gì chưa? Chưa. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của em như thế nào? Quan điểm về tình yêu của em thì giống như là mình chân thành với nhau thôi. Cũng không có gì nhiều. Theo như em nghĩ cốt lõi của hạnh phúc là cái gì? Biết quan tâm chia sẻ. Ok, bây giờ chị sẽ có một vài cái yêu cầu cho các em ha. Trên đây là những cái lá bài. Trong đây nó có những yêu cầu mà chương trình dành cho các bạn. Các bạn có một cái quyền mình bóc một cái lá bài nào đó, mình đọc cái điều yêu cầu trong này ra và đối phương phải thực hiện những cái điều trong này. Ok, em trước đi. Bạn hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Em muốn hỏi anh cái gì em cứ hỏi đi. Em cứ hỏi thẳng thắn, anh ấy sẽ trả lời thật với em. Anh thích nuôi chó mèo này không?
Anh thích nhưng mà anh chưa dám thử, tại vì sợ không có thời gian chăm sóc và nó chết tội nghiệp đó. À, đến em sao hỏi con người có một cơ hội hỏi chó mèo, trời thiệt tình luôn á. Rồi đọc lên đi. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Đổi rồi. Hả? Thì bây giờ một là em còn không, em muốn hôn cổ hay là anh muốn cổ hôn em? Cái này là em phải làm đúng không? À, em muốn sao cũng được á, em có quyền mà. À, vậy thì để em làm đi. Rồi thì em yêu cầu cổ đưa tay ra đi. Và quan trọng là phải để thật lâu để cảm nhận và nói cho người ta biết cảm nhận của mình như thế nào. Ok, rồi mời em. Tay em hơi bị lạnh. Ông Hùng sao ông còn nhìn xuống? Nhìn gì vậy? Sao? Dạ thì vậy thôi. Vậy thôi là sao? Phải có cái cảm xúc gì chứ? Dạ, thì cũng biết tả làm sao. Có miếng điện nào chạy qua không? Trời lạnh chị ơi. Lạnh quá. Dạ. Tay lạnh ngắt à, phải không? Dạ, trời lạnh nên là chưa có điện. Bây giờ chúng ta thêm một cơ hội nữa. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Trước khi đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không, bởi vì tôi muốn hai bạn hãy nói thật với đối phương điều gì mà chúng ta đang suy nghĩ hiện tại giây phút này, ngay tại đây. Nói chung là nếu mà mình gặp nhau đây thì tức là cũng có duyên. Nếu mà mình cứ để cho nhau những cơ hội để tìm hiểu thì nghĩ là nó sẽ rất là hay. Còn nếu mà tụi mình không có đi lâu dài được với nhau thì mình vẫn là bạn bè với nhau. Cái duyên gặp mặt thì chúng ta thử tìm hiểu nhau trước, tới sau thì tới. Ok, bây giờ thời gian tâm sự thì đã hết. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đặt tay vào nút bấm thì các Tường xin nhắc lại với hai bạn, hãy phải suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Thật sự rung động, trái tim rung động và cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa mình đang tìm kiếm thì mình mới bấm nút. Hãy lắng động lại, hãy nhớ lại tất cả những gì chúng ta trao đổi từ nãy đến giờ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó các bạn nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Wow, trời, tôi hù dọa như vậy mà hai bạn vẫn bấm, có nghĩa là hai bạn cũng rất là quyết liệt. Thành công rồi cả nhà ơi, các bạn ấy, tôi chưa mời đã nắm tay nhau luôn rồi. Hãy trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp cái mặt. Cái này ngại lắm chị ơi. Cái gì vậy? Hả? Ngại lắm, ngại. Ngại lắm. Gì, ngại gì, chà chàm mà vợ gì? Hồi nãy tôi đã nói rồi, hồi nãy có nói trước chưa? Có nói bấm nút hẹn hò là có hôn nhau chưa? Em phải hỏi bạn ấy chứ, em đâu phải hôn chị đâu mà em nhìn chị. Vậy thì được không? Được. Ok. Nhìn tôi chi, trời ơi, hai người hôn nhau tôi có mập béo gì đâu. Dạ. Đó, cảm giác sao giờ, có miếng điện nào chưa? Có hả? Tưởng nó em đơ cảm xúc rồi chứ. Thôi chúc mừng hai bạn nha. Hy vọng là thật ra 2 tiếng về thời gian khoảng cách nó không có là gì cả. Mỗi tuần chúng ta hãy gặp nhau, hàng ngày chúng ta hãy trao đổi thông tin, chia sẻ với nhau trong cuộc sống ở một nơi xa xứ, xa quê hương như vậy. Hy vọng rằng hai bạn sẽ hỗ trợ nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống và sẽ sớm tìm được một hạnh phúc thật sự của mình. Chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, như vậy là Tường đã thành công trong cái vai trò mai mối ngày hôm nay rồi. Quý vị ơi, hãy nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa được phát sóng trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai nhé.